anh hùng cứu nguy dân tiền. Quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước, một đời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh, cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Đào minh quân anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước, một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh, cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Tôn kính chào quý cô dì, chú bác và quý anh chị em lại. Và hôm nay chúng ta tiếp tục cái tiêu đề ngày hôm qua, và chúng ta tiếp tục mổ xẻ từ cái phút 46 trở đi để chúng ta
đưa tiếng nói của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đến cho đồng bào trong nước quốc nội, để đồng bào hiểu chính phủ này là như thế nào, con đường nào là con đường cho đồng bào để giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam. Và hiện tại chúng ta chỉ có một chính phủ là đại diện cho người dân mà chính phủ đã hoạt động trong mấy chục năm qua, và bây giờ cũng đã đi gần tới đích trong vấn đề giải thể Cộng sản Việt Nam. Nên hôm nay ông Tôn tiếp tục mổ xẻ cái livestream của cô Đoàn Thị Thị Dương phỏng vấn cho anh Francis, để chúng ta Hoàng Tôn có thể chia sẻ thêm những cái lập luận dựa trên những cái câu hỏi đó của cô Thị Dương, để cho đồng bào có được một cái nhìn nhận chính đáng về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Ngài Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Nên hôm nay Hoàng Tôn sẽ chiếu tiếp ở cái phút 46. Để cho người dân thấy được họ họ đang nắm, họ sở hữu trong tay, họ có những cái văn bản, họ làm việc như vậy thì người dân làm sao tin được? Xin thưa, thật sự ra tôi phải nói một câu là quý vị lười quá. Quý vị, chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa ghi rất rõ ở trên website, thời buổi này là cái thời buổi không phải là thời buổi 70 năm về trước đâu. Quý vị phải nói, quý vị đang ở trong cái thời buổi là cơ giới đại hóa ngày hôm nay, thì quý vị phải nói chuyện và quý vị phải cập nhật khoa tiếp tục theo đấy chứ. Lên cái trang web Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là có đầy đủ trên đó, chứ đâu phải là giấu giếm gì đâu. Nhưng về chuyên đề chiến lược á, thì không có thể nào mà phổ biến ra quá nhiều, không thể nào mà nói là đây là cái sự tự do phải minh bạch hết tất cả là sai rồi. Ở bên Mỹ đó người ta làm sai cho nên người ta đi song song thôi, nhưng mà không có cái điểm giao điểm gặp nhau ở cái tiếng cuối là cái chỗ đó, là tại vì người ta ăn cơm tự do, sống trên đất tự do, bèn đến một cái việc mà nơi đó không có tự do dân chủ. Cho nên quý vị, cái bèn hồi và đi muốn đời không bao giờ có cái điểm cuối để mà cùng nhau làm việc. Cho nên ngày hôm nay người ta yêu cầu là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa phải minh bạch hết tất cả việc. Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa minh bạch rất là rõ. Vậy chỉ còn cái là tôi phải in ra từng tờ, tôi tới nhà tôi dán từng cửa sổ cho quý vị đọc thử học họ may hay sao. Ở trên website của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa ghi cái gì cũng ghi hết trơn, kể cả là hiến pháp, rồi đường đi sắp sửa về như thế nào. Chúng tôi đang quyết định là cái thời điểm 3 điểm trong nước Việt Nam để cho Tổng thống Đào Minh Quân hạ cánh. Chúng tôi đang làm việc cái chuyện đó rồi. Còn bây giờ quý vị mới bắt đầu hỏi những cái chuyện kia thì thật sự quý vị, tôi xin lỗi là quý vị lười quá, quý vị đợi chờ chúng tôi thông báo thì quý vị mới chịu nghe, đúng không? Dạ mời cô. Thì ra ở đây đó, thì khi mà mình nói như vậy mình cũng phải nên giải thích một số cái vấn đề chính đó, là cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời này đó có chính nghĩa hay không á, thì những người muốn tìm hiểu sự thật, những người có tìm hiểu về chính trị, có nghiên cứu về chính trị đều biết. Nhưng cái vấn đề ở đây chúng ta đang đối mặt với một cái tình huống á, là chính cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó bịt mắt, bịt mũi, bịt miệng người dân bằng á, là họ block, họ khóa cái trang nhà của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Bởi vậy ở người quốc nội ở Việt Nam á, rất khó để truy cập vô trong trang nhà chính phủ, trừ khi những người đó họ có một cái cơ bản về IT thì họ mới có vượt tường lửa để vào được trong trang nhà chính phủ để đọc. Thì ở đây đó, giống như nhiều người Hoàng Tôn nói đó, thay vì mình tìm cách mình mở những cái trang nhà đó ra, mình dạy quý đồng bào ở trong nước như thế nào, vì đây là cái chiêu trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì thay vì chúng ta không trách Đảng Cộng sản Việt Nam mà những người quốc nội, những người mà cố tình họ lại dẫn dắt dư luận để vào, để giống như là chất vấn hỏi chính phủ này kia nọ. Nhưng tôi nói chính phủ này là chính phủ thật, người thật, việc thật, cái gì cũng làm thật hết đó, và thông báo thật.
Nhưng cái vấn đề ở đây chúng ta đang gặp ở cái kêu là cái thời đại này mà còn bị Mỹ dân, còn bị cộng sản nó mua hết tất cả những cái đài truyền thông báo chí ở hải ngoại, và trong nước thì khỏi nói, tất cả báo đài trong nước từ báo điện tử tới báo cầm tay này kia nọ đều qua xét duyệt. Có nghĩa là những cái thông tin nào nó muốn cho nghe là cho nghe, cho thấy, cho đọc là cho thấy. Còn tất cả những cái thông tin nào trái chiều nó đều khóa hết. Chẳng lẽ chính phủ phải đi tìm những cái đường lối này kia để đưa những cái thông tin đến cho đồng bào ở trong nước, mà đưa như thế nào nó cũng chặn hết, không? Thì cái đó là chúng ta trách chính phủ hay là trách cái đảng Cộng sản Việt Nam? Hoàng Tôn để cái câu trả lời này đến cho đồng bào ở trong nước và luôn cả những con người muốn dẫn dắt dư luận. Ở đây Hoàng Tôn chỉ trình bày ra một số yếu tố mà Hoàng Tôn ở trên nhà của căn nhà của mình, Hoàng Tôn cũng đã trình bày ra những cái công hàm của chính phủ Mỹ gửi cho Thủ tướng Đào Minh Quân, những cái công hàm của Liên minh châu Âu 27 nước gửi cho chính phủ và gửi cho Thủ tướng Đào Minh Quân, Hoàng Tôn đều share lên trên nhà của mình hết. Ở đây đó Hoàng Tôn chỉ chiếu lại cho đồng bào coi, đây là công hàm của ông Bill Clinton, để Hoàng Tôn phóng lớn ra để cho Hoàng Tôn cho đồng bào coi. Họ viết cái gì ở đây, phải không? Đó, cái đây là gửi cho Thủ tướng Đào Minh Quân, ha. Rồi, rất là nhiều cái công hàm như vậy, ha. Đây là cái công hàm, tiếp tục đây những cái công hàm nữa, Hoàng Tôn cho đồng bào ở trong nước coi, ha. Thấy không? Ở đây đó, người ta viết, phải không? Là Honorable Ngài Đào Minh Quân, phải không? Dear Prime Minister là Dear Thủ tướng Quân. Ok, cái đây là chính phủ Hoa Kỳ viết và đây là ông Bill Clinton ký tên. Ok, có nhiều cái công hàm như vậy, chứ không phải là một cái, có nhiều cái. Ok, đây là những cái công hàm. Ok, đó, còn tôi cho đồng bào trong nước coi. Đây là những cái của ông Colin Powell, là hồi đó ông làm là hình như cái thời này Hoàng Tôn nhớ cái thời Reagan, ông Colin Powell là ông làm là hình như bộ trưởng Bộ Ngoại giao thì phải, hay là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ở cái thời điểm đó, ha. Nhưng mà cái viết của chính phủ Hoa Kỳ viết cho Thủ tướng Đào Minh Quân đều có danh xưng là Thủ tướng đàng hoàng, Prime Minister. Ok, đó chỉ là những cái con người đó mà không chịu đi tìm hiểu, luôn cả những con người Việt hải ngoại rất là mị dân, họ mị dân, họ che đậy, họ này họ kia đó, rồi họ đi hỏi những cái câu rất là vu vơ. Chính phủ đã trưng bày những cái này lên trên căn nhà của chính phủ, đây là những cái thơ mật, nó có mã câu này kia nọ đàng hoàng, chứ không phải một cái thứ bình thường. Ok, đây là những cái công hàm ban giao song hành giữa Hoa Kỳ và chính phủ. Ok, đó Hoàng Tôn nói như vậy để cho đồng bào ở trong nước biết. Đó, đây là những cái tem, những cái này kia của chính phủ Mỹ gửi cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Ok, đó, đây là những cái công hàm. Đó, có tất cả những cái công hàm đều có tên Prime Minister là Thủ tướng đàng hoàng, danh xưng là Thủ tướng đàng hoàng. Đây là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, ông Colin Powell. Ông này từng tham gia trong chiến tranh Việt Nam. Ok, đó, Hoàng Tôn nói như vậy để cho đồng bào ở trong nước đó hiểu được đây là một chính phủ có chính danh đàng hoàng. Thử hỏi một cái cộng đồng hải ngoại nào thử đưa một cái thư của Hoa Kỳ gửi này kia nọ trong cái vấn đề ngoại giao cho Hoàng Tôn coi cái. Đó là một, ha. Hai nữa đó, Hoàng Tôn cho đồng bào coi một số cái tin nữa. Đây á là cái ông này nè, phải không? Hoàng Tôn không biết cái chức vụ của ông là cái gì. Ông ngồi cái ông Trump, ok? Và lúc cái buổi tiệc mà Tổng thống Trump lên nhận trọng nhiệm Tổng thống đó, thì có mời phái đoàn của chính phủ, ha? Đây là phái đoàn của chính phủ.
mời Tổng thống Đào Minh Quân và phái đoàn đoàn của chính phủ tới dự cái tiệc đăng quang của Tổng thống Trump, ha, và trong đó đó cũng có cái ông mà ngồi kế Tổng thống Trump, đó là tôi cho đồng bào coi để cho mình biết á, đây là những cái sự kiện đó, nếu mà không song hành này kia đó thì làm gì có chính phủ Trump mời chính phủ gửi thư mời cho Tổng thống Đào Minh Quân đó. Ok, Thủ tướng Đào Minh Quân thời bấy giờ, và đây là cái ông mà ngồi kế ông Trump nè, see. Ok, ông ngồi đây nè. Yep. Đó, thằng Tôn nói như vậy để cho chúng ta biết, chúng ta nói nhưng chúng ta phải có bằng chứng. Đây là những cái bằng chứng rất là cụ thể để cho chúng ta biết á, những cái con người mà muốn đánh phá chính phủ này kia đó thì họ có rất là nhiều cách để đánh phá chính phủ. Đó, nhưng chính phủ này là chính danh có thật. Ok. Và ngoài ra những cái công hàm á, nó còn rất là nhiều cái, ví dụ như những cái bằng này á, công nhận của những cái kêu là local government đó. Hồng Tôn không biết cái local government bên Mỹ nó nói như thế nào, nhưng ở Úc này á, thuộc là những cái dạng mà nằm ở cái local government đó, họ cũng gửi cho Tổng thống Đào Minh Quân. Okay. Đây là họ ban tặng cho Tổng thống Đào Minh Quân những cái gì mà Tổng thống Đào Minh Quân đóng góp, mà có để chữ Prime Minister đàng hoàng. Ok, đó nói như vậy á, để cho những cái người mà nói chính phủ này không có chính danh hoặc là đặt ra những cái câu hỏi nó rất là khùng điên, vì những cái này nó đều có trên trang nhà của chính phủ hết. Chỉ tại cái thằng Cộng sản Việt Nam á, nó khóa, nó không cho đồng bào trong nước vào trong trang nhà của chính phủ để tìm hiểu, chỉ đơn giản vậy thôi. Cái thì chúng ta ở đây á, chúng ta đổ thừa cho chính phủ là không thông báo, hay là đổ thừa cho cái thằng mắc dạy Cộng sản, nên chúng ta phải suy nghĩ lại những cái vấn đề đó. Hôm nay Hoàng Tôn muốn chia sẻ triệt để trong cái livestream của cô Đoàn Thị Thị Dương với anh Francis, nên hôm nay Hoàng Tôn sẽ không mời ai lên livestream cho tới khi mình chia sẻ xong, thì lúc đó đó thì Hoàng Tôn sẽ mới ai muốn lên thì Hoàng Tôn mới mời lên để chia sẻ và đưa ra cái nhận định riêng của mình. Hoàng Tôn muốn chia sẻ để giải thích những cái đường lối của chính phủ đến với cho đồng bào ở trong nước, để đây, vì đây đó, vì đây là cái công cuộc rất là quan trọng đối với đồng bào trong nước. Vì nếu cái nhận định của đồng bào trong nước không rõ ràng thì chính đồng bào đã tạo cái cơ hội cho Tàu Cộng và Việt Cộng nó phát động chiến tranh, và bom đạn nó sẽ rơi lên trên đầu của đồng bào. Hoàng Tôn chỉ giải thích như vậy thôi. Nên Hoàng Tôn á, có trách nhiệm giải thích những cái gì Hoàng Tôn biết tới những cái gì chính phủ đang làm, thủ tướng đang làm, tổng thống đang làm, đem những cái công việc làm đó giải thích cho đồng bào, để đồng bào có một cái cách nhìn khách quan, và tự đồng bào ở trong nước, tự quý cô dì chú bác và quý anh chị em hãy tự cho mình một cái câu hỏi đó, chứ không ai đó. Vì những cái gì mà nó xảy ra, nó sẽ xảy ra thôi. Chúng ta có muốn ngăn cản này kia cũng không được. Chúng ta chỉ nói, chỉ biết cầu nguyện như Tổng thống thường nói. Chúng ta tận nhân lực nhưng chi thiên mệnh. Hoàng Tôn chỉ là tận nhân lực để giải thích những đường lối của chính phủ, đem những cái đường lối của chính phủ giải thích cho đồng bào cặn kẽ theo những cái gì Hoàng Tôn hiểu được, mà Hoàng Tôn giải thích dễ nhất có thể hiểu được. Chứ Hoàng Tôn không có muốn nói đi lòng vòng để cho đồng bào không hiểu Hoàng Tôn nói gì. Đó, nên cái cách của Hoàng Tôn giải thích rất là dễ hiểu, vì Hoàng Tôn đưa ra rất là nhiều dẫn chứng và giải thích cũng dễ hiểu chứ không phải là khó hiểu lắm. Okay, nên hôm nay chúng ta, những anh chị em mà muốn lên chia sẻ thì chúng ta phải chờ cho hết cái livestream này. Có thể là hết cái livestream này cũng phải tốn chúng ta thêm một cái livestream nữa để mới phân tích này kia cho nó hết cái livestream của cô Đoàn Thị Thị Dương với anh Francis.
Chúng ta tiếp tục. Sự ra trong Facebook á, và có thể là đối với những anh chị em sử dụng YouTube rất là mơ hồ về chính phủ này. Thực sự nói về website hoặc là những thông tin về chính phủ này thì rất là nhiều người không có biết. Cái điểm này không thể nào trách cái người dân được, mà có thể là trách cái việc mà dùng truyền thông của chính phủ mà... Đó, cái này Hoàng Tôn đã mới giải thích rồi. Không, cái này đương nhiên là không trách người dân, vì người dân sao biết được. Nhưng cái này chúng ta trách chính phủ hay trách Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta tự đưa ra, vì Hoàng Tôn cũng đã giải thích cặn kẽ rồi. Okay. Báo sư đang theo nó có thể là quá yếu không ạ? Họ dùng truyền thông quá yếu để cho người ta không có biết được, hoặc nó không phổ biến. Bây giờ tôi làm truyền thông hầu như hàng ngày, hoặc đồng nhiệm của tôi cũng làm việc hàng ngày. Có bấy nhiêu người được nghe, khi mà người ta nghe nói chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, tự nhiên người ta, ta bỏ, ta chạy hết, ta phá vô nghe nhẹ, rồi nghe nháy đầm, rồi người ta nghe ta, cột nó cắn con beo vậy thôi. À. Nên... Ở đây Hoàng Tôn giải thích sơ thêm một chút xíu, nói về cái việc mà cô Đoàn Thị Dương nói về cái việc truyền thông nó hơi yếu. Đừng nói gì tới chính phủ hoặc cộng đồng người Việt. Hoàng Tôn nói luôn báo đài của Hoa Kỳ, những báo đài lớn cũng đều bị như vậy hết. Những cái nhất là những cái báo đài lớn đều xuyên tạc những cái vấn đề của Tổng thống Trump, vì họ và luôn cả cái đảng Dân Chủ đã bị thao túng quyền lực của Tàu Cộng và có thể của Liên Xô. Đừng nói gì, đừng nói chi những cái báo đài của người Việt tị nạn. Hoàng Tôn nhận định đó, có thể là từ cái thập niên 90 đó trở đi đó, khi mà cái bước đầu tiên của Cộng sản Việt Nam nó theo chân Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên đó, thì từ đó nó đã lên những cái kế hoạch mà muốn mị dân đó, thì bắt buộc phải mua báo đài. Không mua báo đài để mị dân được thì ít nhất mua báo đài để bịt miệng. Và ai không chịu khuất phục này kia cái nọ đó thì sẽ chết. Thì hiện tại ở nước ngoài, nhất là bên Mỹ, có 5 nhà báo đã chết. Và chết đầu tiên á là nhà báo Đạm Phong, là ba của anh Nguyễn Tú bây giờ đó, Nguyễn Thanh Tú bây giờ đó. Đó, Hoàng Tôn nói cho đồng bào trong nước biết như vậy. Đừng nói tới báo đài của Việt Nam. Chính báo đài Mỹ, những cái báo đài lớn đều bị lũng đoạn bởi Tàu Cộng và Nga Cộng. Đó, Hoàng Tôn nói như vậy. Mấy người đó thì làm cách nào? Quý vị tâm tư nặng như cục chì, làm sao tôi có khả năng tổng quý vị từng người để đi xác minh điều đó? Xin mời cô. Võ sư có thể nói rõ hơn chỗ này không? Mà quý vị cái tâm tư nặng như cục chì, ý của võ sư trong đây. Tức là quý vị toàn là thập gãy bánh xe thôi, chứ không phải quý vị vì quốc gia dân tộc. Tâm tư của quý vị. Ở đây đó, Hoàng Tôn giải thích cho anh Francis, thay cho anh Francis ở như cái này, mình phải giải thích hơi sâu xa ra một chút xíu. Mình nói cái vấn đề của người Việt tị nạn thì mình phải đặt ra là tại sao người Việt tị nạn bỏ cộng sản chạy ra hải ngoại. Bây giờ mình nói như nói rất là cơ bản, còn nói rất là cơ bản, nói Hoàng Tôn này, còn đem mình ra ví dụ. Hoàng Tôn xưa nay đó không tin tưởng bất kể một cái đảng phái, một cái hội đoàn hoặc một cái cá nhân nào chống cộng cả. Nhưng Hoàng Tôn á, cũng không bao giờ đi làm những cái chuyện mà truyền thông mà mạ lị họ. Vì sao? Vì họ và Hoàng Tôn đều là những nạn nhân của cộng sản. Tuy họ không có đường lối, mình không đồng lòng với những cái đường lối của họ, nhưng mình cũng không đủ tài ba, thì mình cứ để họ làm những gì mà họ nghĩ họ có thể. Vì chúng ta là cùng một kiếp nạn của cộng sản.
Vậy tại sao chính phủ Việt Nam, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời chống cộng có những cái đường lối rõ ràng, chưa bao giờ hại ai bất kể một cái gì, từ người Việt hải ngoại luôn cả người Việt trong nước, đồng bào trong nước, trừ là Cộng sản Việt Nam. Nếu là Cộng sản thì chắc chắn sẽ bị hại. Không phải bị hại nhưng mà bị triệt hạ. Vậy chúng ta đặt ra một câu hỏi rất là đơn giản. Tại sao những người Việt hải ngoại lại đánh phá chính phủ, hỗ trợ cho Cộng sản Việt Nam ngồi xổm trên đầu người dân? Hoàng Tôn nói như vậy để cho chúng ta tự trả lời cái câu hỏi đó luôn. Còn đối với Hoàng Tôn đã biết tại sao từ lâu rồi. Đó, Hoàng Tôn nêu ra như vậy để cho chúng ta biết. Nếu chúng ta là người chính nghĩa, muốn giúp đồng bào, muốn cứu nước, thì chúng ta tuy không hài lòng bất kể một hình thức nào với chính phủ, nhưng chúng ta không đứng ra mạ lị chính phủ, chửi bới chính phủ, dẫn dắt người dân chống phá chính phủ để được lợi cho Cộng sản. Vì chính phủ này chưa bao giờ gạt gẫm ai dù là một xu, chưa bao giờ đòi hỏi ai dù là một xu. Chính phủ chỉ kêu gọi ai có lòng thì giúp chính phủ, không công. Vì chính phủ không có tiền. Những cái tiền của chính phủ để đi làm cái việc khác, để giúp cho đồng bào. Những cái việc khác là những việc ngoại giao, đủ thứ hình thức, trăm ngàn thứ việc mà phải cần tiền. In ấn bất kể một cái gì đều phải cần tiền. Ngoài cái việc đó ra đó, đó là những cái tiền riêng của Tổng thống. Ngoài ra tất cả những đồng nhiệm đại biểu trong chính phủ làm là đều không công hết á. Chính phủ chỉ kêu gọi những ai có lòng đem tâm ra để giúp chính phủ, chứ chính phủ không có tiền để trả lương. Đối với Hoàng Tôn cũng vậy. Hoàng Tôn thấy, Hoàng Tôn tìm hiểu, đọc thấy được những cái đường lối của chính phủ, đường lối của Tổng thống nó đúng đắn, thì Hoàng Tôn dùng tận những cái thời gian mà có thể để đi làm livestream giải thích những cái đường lối của chính phủ để đem lại cho đồng bào, chứ không phải cho Hoàng Tôn. Hoàng Tôn đâu có cần một cái quyền lợi gì đâu. Hoàng Tôn đã sống từ đây từ nhỏ tới lớn. Hoàng Tôn có nghề đàng hoàng, có nghiệp đàng hoàng. Mà Hoàng Tôn bây giờ vừa phải đi làm, vừa phải đi học, vừa phải lo gia đình. Nhưng Hoàng Tôn vẫn dùng thời giờ nếu có thể để chia sẻ những cái livestream, để đem tới những cái gì mà chính phủ đã làm, giải thích cho người dân. Cái đó Hoàng Tôn tự nguyện, không có ai bắt ép Hoàng Tôn một cái gì đó. Nó đơn giản là như vậy thôi. Vậy cái chính phủ này chưa bao giờ gạt ai. Tất cả những người làm là tự nguyện vô trong chính phủ. Cũng như thằng Huỳnh Thanh Hoàng, Võ Trương Trực, nó tự nguyện vô chính phủ, tham gia vô chính phủ. Rồi nó tự nguyện đi ra, rồi nó cũng tự nguyện đã phá chính phủ, triệt hạ chính phủ. Chứ chính phủ cũng chẳng làm gì nó, cũng chẳng ăn nó một đồng. Vậy đồng bào thử hỏi lương tâm mình, một chính phủ như vậy có đáng để bị cộng đồng hải ngoại này đánh phá, mạ lị, chửi bới hay không? Vậy những người đó tại sao họ làm như vậy? Thì Hoàng Tôn giải thích để cho tự đồng bào trả lời. Còn đối với Hoàng Tôn, Hoàng Tôn biết những con người đó là ai. Đối với chúng ta đó, đối với Hoàng Tôn đó, chỉ có hai chính phủ. Một là một chính phủ tà quyền và một chính phủ chính nghĩa. Đối lập lại với nhau để triệt hạ lẫn nhau.
một tà quyền thì muốn bóc lột xương máu người dân và đã làm trong mấy chục năm nay từ miền Bắc lẫn miền Nam. Còn đây là một chính phủ chính nghĩa đứng lên phủ quyết tất cả những cái gì mà cái chính phủ tà quyền kia đang cai trị người dân. Chỉ kêu gọi người dân trưng cầu dân ý. Chứ chính phủ cũng chưa bao giờ gạt ai bất kể một xu, dù là một xu. Vậy đồng bào nghĩ là mình còn một con đường chọn lựa khác thôi. Trong khi nó chỉ có hai thôi. Một thì đang cai trị mình khốc liệt, bóc lột xương máu, cướp đất, cướp của đủ thứ. Và đang diệt chủng mình trên đủ mọi hình thức. Hạ độc mình trong đủ mọi hình thức cho tàu cộng. Còn một chính phủ muốn lấy lại, muốn giải thể một cái tà quyền đó đang cai trị mình, đang bóc lột xương máu mình, đang diệt chủng thế hệ con cháu của mình, mà chỉ xin mình có một cái trưng cầu dân ý chẳng tốn một xu. Vậy cái chính phủ này là như thế nào mà để cho những cái con người mạ lị chính phủ, đánh phá chính phủ, triệt hạ uy tín của tổng thống, chửi bới giống như là giết cha, giết mẹ, giết dòng họ đó, thì tự đồng bào sẽ trả lời cho mình. Chứ Hoàng Tôn cũng chẳng cần phải nói thêm. Hoàng Tôn giải thích như vậy. Chỉ là muốn là mọi thứ là được mâm cao cổ đầy dọn ra, mời quý vị thì quý vị mới chấp nhận. Tại quý vị là quốc dân mà, quốc dân là trên hết. Tổng thống Đào Minh Quân nói là sao? Quốc dân là quy quý mà. Xã tất tứ chi quân quy khinh. Ông sánh ông là cái đôi dép cho quốc dân Việt Nam mang. Xin lỗi tôi nói câu này nha. Nếu mà nói mấy ông mà tôi đụng tới lông chân của mấy ông là thôi, ông đừng khẩu chiến quốc chiến với tôi hàng ngày luôn. Nhưng mà Tổng thống Đào Minh Quân ông quý ông sao? Là đôi dép cho quốc dân Việt Nam mang vừa thì mang không vừa thì vứt đi. Thấy không? Thấy cái chiến lược, thấy một cái tình nghĩa, tâm trị của Tổng thống Đào Minh Quân rất cao thượng đến chỗ nào mà quốc dân Việt Nam lại không còn muốn nghe như vậy. Thì tôi thưa cô Hoàng Tôn mà xin cắt ngang ở cái vấn đề ở đây mà một chút xíu Hoàng Tôn nói qua một cái đề tài khác. Hoàng Tôn nói với anh Linh Nguyễn như thế này. Hiện tại đó, theo Hoàng Tôn biết đó, là anh đang kêu gọi người dân này kia nọ chuẩn bị xuống đường và họp nhóm này kia nọ, khoảng 100 người. Nếu anh kêu gọi trưng cầu dân ý, thì chính phủ rất hoan nghênh. Nhưng nếu anh kêu gọi trưng cầu dân ý mà giống như anh dùng để lấy phiếu hoặc là kêu phiếu của đồng bào thì anh không nên, vì chính phủ không cho phép làm công khai như vậy. Chính phủ cũng không cho phép đồng bào quốc nội liên lạc lẫn nhau, vì tổng thống thừa hiểu được và luôn cả Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc hiểu được. Việt Nam, Cộng sản Việt Nam là nó ông cố nội của tình báo và nội gián. Nên những anh không có được đào tạo bài bản này kia mà đứng ra kêu gọi như vậy, chẳng khác nào mở ra một con đường để hại chính phủ. Những người ở quốc nội mà đã trưng cầu dân ý và đã tham gia vô chính phủ, ký đạp mặt Hồ Chí Minh, những người đó chính phủ có giao trọng nhiệm và trách nhiệm. Còn đối với những người mà chính phủ không thông báo, không loan báo này kia, Hoàng Tôn khuyên là anh không nên kêu gọi đồng bào tụ tập này kia kia nọ, vì những cái đó là những cái đường lối nó không đúng. Và những cái đó là những cái mà Cộng sản nó có thể nắm được. Và khi nó nắm được thì nó lại dùng cái đó để triệt hạ trưng cầu dân ý.
Vì thực sự ra, cái luật trưng cầu dân ý là do Cộng sản bắt buộc phải ban hành ra cho quốc dân đồng bào. Nhưng họ không cho phép tụ tập vì đồng bào trong nước vẫn nằm ở dưới những cái hiến pháp của nó, là không cho tụ tập trên 4 người. Nếu mà mình tụ tập trên 4 người là mình phạm tội, mà vô tình nó dùng cái đó, nó chụp cho một cái mũ là phản động, nó chụp cho một cái mũ và nó bắt và nó mạ lị qua cái việc trưng cầu dân ý. Nên Hoàng Tôn mong những đồng bào ở trong nước không nên kêu gọi, mà phải nên âm thầm tự mình làm và chỉ tự phổ biến trưng cầu dân ý mà thôi, không có tụ tập. Hoàng Tôn mong đó, ai mà nghe được tiếng nói của Hoàng Tôn, hãy để ý, đừng bao giờ tham gia vô bất kể một nhóm nào cả tại Việt Nam. Vì khi chúng ta làm như vậy, chúng ta đừng nghĩ là Cộng sản mật vụ nó không có trà trộn mà nó xâm nhập được. Đó, Hoàng Tôn mong là những đồng bào trong nước hãy hiểu ra những cái đường lối của chính phủ. Chính phủ chỉ muốn người dân phổ biến trưng cầu dân ý mà thôi, không có tụ tập. Đó, Hoàng Tôn mong là chúng ta thực hiện những cái đường lối của chính phủ. Vì chúng ta, đồng bào quốc nội, không có bất kể một vũ khí nào có thể đứng lên để làm một cái gì đối với Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam. Chúng ta chỉ cần đủ trưng cầu dân ý, chính phủ sẽ mượn thế của quốc tế là Hoa Kỳ và đồng minh 27 nước sẽ làm cái việc đó cho chúng ta. Hoàng Tôn mong là chúng ta hãy tin tưởng vô trưng cầu dân ý. Mà chúng ta đã trưng cầu dân ý rồi thì chúng ta phải tin tưởng vô đường lối của chính phủ, chứ chúng ta đừng đi ngược cái đường lối của chính phủ, giống như Võ Trung Trực, Huỳnh Thanh Hoàng, ông Vương Văn Thả. Nhất là những người đó, họ không hiểu đường lối của chính phủ. Đó, Hoàng Tôn mong là như vậy. Và chúng ta nghe tiếp. Làm cách nào để cho quốc dân Việt Nam nghe? Tôi muốn đề nghị Tổng thống Đồng Minh Quân là hãy dùng cái chiến lược rất là rõ ràng là nước chảy bèo trôi. Ôi thứ cộng bèo nào còn có khả năng mà bám lên bờ cỏ thì cộng bèo đó cũng phải chết khô mà thôi. Mà cái chiến lược này tôi chưa dám nói ra. Tại vì tôi nằm ở ngoài quốc dân Việt Nam, tôi rất là biết quốc dân Việt Nam phải nói xin lỗi này, ù lì. Mời cô. Thật sự với võ sư thì có thể nói là võ sư là những lớp người sinh trước, và những cái từ ngữ đôi khi võ sư dùng nó khá là khó hiểu, nó ở một cái trình độ cao lắm. Đôi khi dù võ sư dùng ẩn ý nhiều á, có nghĩa là bên Na Uy người ta nói là dùng cụm từ đó, trick á, nó dùng ẩn ý nhiều qua những câu nói đó. Cho nên là nếu một chút xíu nữa võ sư có thể nói thẳng, nói rõ ra cho mọi người cùng hiểu. Bây giờ thì chính phủ lâm thời hiện đạt bao nhiêu phần trăm sự ủng hộ và có hậu thuẫn chính trị từ chính trị nào từ các nước quan tâm đến Việt Nam cũng như mục đích thành lập chính phủ lâm thời? Có nghĩa là bây giờ bao nhiêu phần trăm ủng hộ rồi ạ? Và được sự hậu thuẫn từ những cái quốc gia nào? Thứ nhất là Liên Hợp Quốc. Thứ hai là Hoa Kỳ. Thứ ba là Âu Châu, Liên Hiệp Âu Châu. Gần hết rồi đó. Cả những cái sự ủng hộ này là về mặt giấy tờ, về văn bản là đã có. Về giấy tờ văn bản. Cái chuyện ở Âu Châu có nhiều người... Có nhiều người rất là hiểu lầm, có nhiều người hỏi sao tôi không thấy qua Na Uy, mà quý vị phải, hoặc là sao tôi không thấy qua bên Đức, hay là không thấy qua bên Pháp. Quý vị ở bên Liên Hiệp Âu Châu thì bây giờ nó chỉ còn giống như còn một nước thôi, chỉ là các bà chủ tịch hay là ông chủ tịch gì kia, ông đóng mập xác nhận thơ, coi như là xong, coi như là tất cả các nước nào và thành viên nằm dưới đó đều có liên quan ở trong một tờ giấy mà thôi. Chứ đâu phải là chạy tới nước Áo, chạy tới nước Bỉ rồi như vậy được mới gọi là đã nằm trong khối 27, đã có liên quan đến 27 quốc gia đó đâu. Mà liên minh quen giao thiệp giúp ông chủ tịch hay là bà chủ tịch nhiêu đó là đủ. Còn tất cả Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ là đã song hành mấy mươi năm nay, đã làm việc mấy mươi năm nay, kể cả cái Hiệp định Ba Lê năm 1973 là đang mở ra
chứ đâu phải là mấy vị kia là lên đưa thơ lên nói là yêu cầu mở ra cái hiệp định Ba Lê, mà hiệp định Ba Lê người ta đang mở ra chứ người ta đâu có đóng đâu. Cho nên cái sai nhiều người, nhiều ông luật sư viết thơ lên trên Liên Quốc mà để những cái câu người ta đọc ra người ta đánh giá được cái hiểu biết của ông luật sư đã tới đâu. Đó, cho nên tôi thưa cô như vậy. Dạ, có nghĩa là theo võ sư trong cái câu vừa rồi đó, có nghĩa là cái hiệp định Paris năm 1973 nó có cơ hội được tái khởi kiện, có được mở ra rồi. Nó là cái cây nỏ thần của ông tổng thống đầu quân, ông đang cầm ở trên tay của ông á, cây nỏ thần. Ở đây Hoàng Tôn giải thích, hôm qua Hoàng Tôn đã giải thích về cái việc hiệp định Paris rồi. Nếu những người mà có nghiên cứu tới tình hình chính trị, nghiên cứu tới luật pháp và công pháp quốc tế, có nghiên cứu tới cái hiệp định Paris, những cái điều ở trong hiệp định Paris đó, dựa trên một chính phủ, từ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời phải đổi thành đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, và từ thủ tướng Đào Minh Quân trở thành tổng thống Đào Minh Quân. Vì cái đệ tam Việt Nam Cộng Hòa là tiếp nối cái nền đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, nên chúng ta đổi từ thủ tướng thành tổng thống. Chúng ta đổi thành một quốc gia, là đại diện cho một quốc gia, là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, là đại diện cho toàn quốc. Nhưng chúng ta phải đổi lại là đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Mà đệ tam Việt Nam Cộng Hòa chỉ lấy từ cái vĩ tuyến 17 trở vào. Vì cái hiệp định Geneva năm 54 nó cắt đôi Bắc Nam và lấy từ cái vĩ tuyến 17. Đó là thứ nhất của hiệp định Paris đã mở lại. Thứ hai là cái luật trưng cầu dân ý đã đặt lên trên và đã được Quốc hội Việt Nam thông qua. Là vì dựa trên cái hiệp định Paris đó là tất cả đôi bên Cộng sản Bắc Việt đi về miền Bắc, Mặt trận giải phóng miền Nam đứng im tại chỗ, Việt Nam Cộng Hòa đứng im tại chỗ, và chúng ta chờ trưng cầu dân ý để cho ý của người dân quyết định một chính phủ nào đại diện cho họ. Nhưng cuối cùng rồi thì Việt Nam Cộng Hòa là nền đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa đứng im. Cộng sản là Mặt trận giải phóng miền Nam vẫn còn đánh. Phải không? Vẫn còn đánh là họ vi phạm. Luôn cả Cộng sản Bắc Việt vẫn đánh ròng rã, nên họ đã vi phạm. Mà đã vi phạm Hiệp định Paris thì Hoa Kỳ sẽ quay lại tham gia vào chiến tranh Việt Nam tiếp tục và sẽ tiếp tục bỏ bom. Đơn giản vậy thôi. Nhưng tại sao lúc đó Hoa Kỳ không quay lại? Vì Hoa Kỳ gửi lại cái Hiệp định Paris ở đó. Hoa Kỳ phải đi diệt Nga, Liên bang Nga, khối Đông Âu, rồi sau đó mới quay lại giải quyết cái bàn cờ này. Phải đánh cho xong, phải giải quyết cho xong. Đó, thì bây giờ đó, chúng ta đã thấy Hoa Kỳ và đồng minh đã trở lại để tiếp tục cái bàn cờ này. Hoàng Tôn giải thích như vậy để cho đồng bào ở trong nước biết cái Hiệp định Paris đã mở ra cho chúng ta, nếu ai có nghiên cứu về chính trị. Thêm nữa, chúng ta bây giờ hơn bao giờ hết muốn thoát tàu và thoát Cộng sản, là chỉ còn một con đường trưng cầu dân ý dựa theo công pháp và luật pháp quốc tế. Có thể tình hình chính trị đã thay đổi, tàu cộng và Việt cộng không dễ dàng buông quyền lực, nên dựa trên luật pháp và công pháp quốc tế phải lấy lại miền Nam trước. Hoàng Tôn có thể nhìn nhận là như vậy. Sau khi lấy lại miền Nam, để cho sàng lọc ra đó, những anh nào mà còn u mê, phải vẫn còn chửi chính phủ này kia kia nọ, đi ra miền Bắc mà ở với Cộng sản. Những người nào thích tự do dân chủ, thích giống như là tư bản, thì vào Nam sống.
cả luôn người miền Bắc, cũng giống như hồi xưa cái hiệp định Geneva năm 54 mở ra. Ai muốn theo tự do thì vào Nam, ai muốn theo Bắc Cộng thì ra miền Bắc. Thì bây giờ nó sẽ như vậy. Rồi sau đó đó sẽ có tổng tuyển cử, là cái hiệp định Geneva nó sẽ mở ra lại dựa trên vài cái yếu tố. Nhưng mà tôi nhận định rằng Tổng thống Đào Minh Quân kiện tàu cộng 38.000 tỷ, chứng minh được là Hồ Chí Minh là tàu cộng, giả dạng người Việt đi vào Việt Nam, dẫn dắt những người ngu đần đứng lên diệt dân tộc Việt Nam để cướp nước. Chỉ cần dựa trên cái đó thôi, hiệp định Geneva năm 54 chắc chắn sẽ mở ra. Là vì Hồ Chí Minh là tàu cộng chứ không phải là người Việt Nam. Thì giữa tàu cộng ký với người Pháp để chia đôi đất nước Việt Nam, nó không có đúng luật quốc tế và cũng không có đúng công pháp quốc tế. Nên đồng bào, nhất là người miền Nam lẫn người miền Bắc, yêu tự do dân chủ, muốn thống nhất đất nước, thì trước tiên chúng ta phải lấy lại miền Nam dựa trên cái hiệp định Paris, và chúng ta sẽ lấy lại miền Bắc toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Còn chúng ta lù khù, nhất là những anh em bên kia chuyến tiến, những em mà người ta cho là bò đỏ, bò xanh, bò gì đó, mà yêu cộng sản thì cứ ở sống ở miền Bắc. Đó, để toại nguyện được cái lòng mong muốn của mình. Phải không? Để được toại nguyện được. Mà nếu có chiến tranh xảy ra thì mấy anh cũng được toại nguyện để cầm súng để chống lại bom đạn của Mỹ. Lúc đó đó, Hoàng Tôn sẽ cho các anh biết đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào như Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên truyền, thì cái chiến trận này để thử đánh cho ai cút, đánh cho ai nhào. Đó, Hoàng Tôn chỉ nói lan man qua một chút xíu như vậy để cho đồng bào ở trong nước nhận định cái việc trưng cầu dân ý có đúng mở ra hay không, hay chúng ta còn đang đi tìm hiểu, hay là còn đang mong chờ này kia kia nọ. Nhận định của Hoàng Tôn là như vậy. Đó. Qua câu hỏi này thì Dương đặt luôn, rồi để một hồi nó lại đi vòng vòng. Dương có nghe thật sự là nói về những cái livestream của Đào Minh Quân hoặc là những cái người theo chính phủ này thì Dương không có theo dõi thường xuyên, cho nên là thông tin cũng lơ mơ lắm. Thì võ sư có thể cho biết được rằng là Dương được biết rằng là Đào Minh Quân kiện Trung Quốc, chính phủ của ông đạo kiện Trung Quốc với cái số tiền bao nhiêu đó, và ông nếu mà thắng kiện thì ông sẽ cho Mỹ bao nhiêu. Thì cái sự việc đó là như thế nào? Chỗ này tôi quyết định nói một câu luôn nha, là mấy người mà gọi là tôi gọi là tai to mặt bự không bao giờ biết. Và tôi cũng nhận không biết bao nhiêu cái nhắn tin là nói là ông Đào Minh Quân ông kiện tàu cho ông lấy tiền âm phủ về á, cho nên người ta không bao giờ biết cái nguyên nhân tại sao. Bây giờ tôi nói kể cả cô trong đây luôn, tôi hỏi là có biết rằng là nước Mỹ nó mượn tiền của người Tàu tới 22.000 tỷ có biết không vậy, mà có được bấy nhiêu người ở trên đời này biết được cái chuyện đó? Dạ, võ sư cho dừng lại. Thực sự ra anh chị ơi, ở trên đây Dương biết có nhiều anh chị có trình độ kinh tế, về kiến thức về kinh tế rất là cao. Anh chị cho Dương hỏi rằng thực sự ngày hôm nay Mỹ có vay mượn tiền của Trung Quốc không ạ? Anh chị cho Dương câu trả lời để sau đó thì võ sư sẽ trả lời tiếp. Ngày hôm nay Mỹ có vay mượn tiền của Trung Quốc không? Dương chỉ cần một câu trả lời, anh chị nói có hay không thôi, để rồi sau đó võ sư trả lời tiếp. Có không anh chị? Ngày hôm nay thì Dương làm việc với võ sư, đồng thời Dương tương tác với tất cả các anh chị ở trên Facebook nha anh chị. Mình làm việc một cách trung lập, không có nói theo cái quan điểm bảo thủ. Nếu mà anh chị nói có thì nó cái số tiền giống như võ sư nói hay không, mà không thì như thế nào anh chị vui lòng mà. Mỹ có cho Trung Quốc Trung Quốc có cho Mỹ mượn tiền không ạ? Phong Trần có. Bây giờ Dương chờ câu trả lời nha. Năng Bùi không? Kim Mai có. Để Dương xem cái tỷ lệ cái số người mà trả lời có là nó nhiều hay ít, và không nó nhiều hay ít, cái nào nhiều hơn. Dương đang cần câu trả lời để cho võ sư nói tiếp anh chị. Mai Sa Quê không? Phản động cứu nước là không? Phản động cứu nước là sao không hiểu?
Có Hoài Trần, ô anh Hoài Trần ở Na Uy đó anh chị, anh Hoài Trần ở Na Uy có, nó có là Stephen Đỗ nó có lại Quang Nguyễn có 22.000 tỷ trái phiếu, Nguyễn Công Thanh Tuấn, Nguyễn Thành Công Tuấn có. Minh Đức Nguyễn như không biết là có hay không. Mỹ có nợ tàu cộng dưới dạng trái phiếu chính phủ. Rồi, bây giờ thì bây giờ sẵn đây nhiều anh chị đã nói có rồi và thật sự ra để mà hỏi thêm nữa thì Đoàn Kim Chi có, vậy thì võ sư tiếp tục nói đi ạ. Hồi nãy tôi muốn nói tổng trái phiếu sao cô không biết. Cô tại cô hồi nãy cô cái chặn tôi một câu rằng tôi nói chuyện có nhiều lúc nhiều danh từ cổ xưa quá sợ không hiểu, cho nên tôi mới nói nợ cho nó dễ. Chứ còn nếu mà tôi đâu không nghĩ rằng cô biết được cái chữ công trái phiếu, nếu công trái phiếu thì tôi đã nói chữ công trái phiếu rồi. Thì đó, thấy không? Thấy nước Mỹ nợ nợ công trái phiếu của người Tàu tới 22.000 tỷ. Rồi, ở ngay chỗ này Hoàng Phong sẽ giải thích như vậy cho đồng bào trong nước và quý cô dì, quý anh chị em hiểu luôn cái vấn đề công trái phiếu. Công trái phiếu có nghĩa là cái đó là dựa trên tài sản của Hoa Kỳ. Không phải dễ mà mua được công trái phiếu của Mỹ. Vì khi mua công trái phiếu của Mỹ cũng giống như là đồng bào bỏ tiền vô nhà băng ăn tiền lời vậy đó. Phải không? Mà nó không có cái nhà băng nào mà nó chắc chắn mà bằng bỏ vô mua công trái phiếu của Hoa Kỳ để ăn tiền lời. Vì nó không có sập, bao giờ sập tiệm hết á. Mỗi năm nó đều trả tiền lời đều đều hết á. Rồi. Trước tiên Hồng Tôn nói qua cái vấn đề công trái phiếu. Hồng Tôn giải thích trong cái vấn đề của Hoa Kỳ mà mượn, kêu là nợ công, mượn nợ đó. Giống như á, một cái đất nước Hoa Kỳ là một cái đất nước làm cũng như như Úc này, Hồng Tôn tin tưởng cũng giống như Úc thôi. Có nghĩa là khi mà một người nhân công họ đi làm á, cho một cái hãng, thì cái hãng đó nó có cái trách nhiệm phải trích ra cái tiền hưu đó cho cái người nhân công đó, nhưng không được lấy ra, chỉ trích được ra để đó, để cho tới khi về hưu rồi cái tiền thay vì tiền thất nghiệp tiền này kia thì cái tiền đó sẽ trả lại cho người công dân đó về hưu, từ từ lại trả theo định kỳ là hàng tháng, cũng giống như là tiền lương vậy đó. Ok, nhưng cái tiền đó đó cái người dân nó không lấy ra được cho tới khi về hưu, nên nói tới như vậy đó thì chúng ta biết cái số tiền nó rất là khổng lồ, nó rất là khổng lồ, một cái số tiền nó rất là lớn mà nó không được sử dụng vì người dân đâu có lấy ra được cho tới khi về hưu, nên chính phủ Hoa Kỳ mượn cái tiền đó trước để đi xây dựng đất nước. Thì thực sự ra đó, khi mà mình làm kinh tế hoặc bất kể mình làm một cái gì, còn tôi nói ví dụ, mình lấy thuế của dân, mình xây dựng ra một cái infrastructure là từ giáo dục, an sinh xã hội, y tế đủ thứ cái để phục vụ lại cho người dân, phải không? Nhưng mà nếu mà mình thiếu ở trong đó, thì đương nhiên là trả lương cho những cái người mà làm cho chính phủ nữa. Nhưng nếu mà còn thiếu, thì chính phủ một là khai thác tài nguyên khoáng sản để bù đắp vô. Hai là mượn cái tiền đó của người dân khi họ chưa cần tới, là vì họ chưa đến tuổi để cần tới, thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ mượn. Thì trong hai cái đó, thì Hoa Kỳ vừa mượn mà cũng vừa đi khai thác. Còn nếu không mượn cái tiền đó để đó không, thì nếu mà mình làm kinh tế mà mình để đó không thì nó cũng không có đúng. Nó là một cái tiền chết, thì phải sử dụng cái tiền chết đó để làm sinh lời, hoặc là đóng vô trong xây dựng đất nước này kia và trả từ từ lại cho tới người dân khi họ về hưu. Nó đơn giản vậy thôi. Nhưng á, tại sao Hoa Kỳ đó lại đi bán công trái phiếu, là bán tài sản của mình cho tàu cộng? Tại vì khi mình bán trái phiếu là mình lấy tiền của tàu cộng vô, thay vì mình mượn cái tiền đó của những người mà lương tiền hưu trí của người dân, thì mình bán công trái phiếu để mình đem cái tiền ngoại tệ của tàu nó vô. Thì Hoàng Tôn nhận định rằng khi mà chính phủ Hoa Kỳ đi cái con đường này đó,
là chắc chắn nó cũng nằm vô trong cái mưu lược vườn không nhà trống của chính phủ, của Tổng thống Đào Minh Quân. Trong vườn không nhà trống là trong cái đó chúng ta biết và Tổng thống biết những cái con người mà cộng sản đó, chỉ có những con người đảng viên họ mới lên tới được thiên đường xã hội chủ nghĩa. Nhưng cái tiền mà họ vơ vét được trong dân, họ không dám để ở cái thiên đường xã hội chủ nghĩa đó, mà họ phải tuồn ra nước ngoài. Mà không có cái tuồn ra nước ngoài tốt hơn nhất là mua công trái phiếu của Mỹ. Còn nếu mình tuồn ra nước ngoài bằng những cái con đường kêu là bất chính về rửa tiền đó, mà mình bị bắt được thì mình mất trắng, thì tốt nhất là mua công trái phiếu của Hoa Kỳ để gửi cho Hoa Kỳ nắm dùm, là một. Hai nữa đó, hàng năm đều được trả tiền lời, phải không? Cái mưu này đó, Hoàng Tôn nghĩ là do Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta nghĩ ra để làm gì? Thu những cái tiền đó vô. Vì sao? Vì Tổng thống biết được dựa trên cái thằng Tàu Cộng, thằng Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ kiện nó bằng bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bao nhiêu dân tộc chúng ta chết, bao nhiêu tài nguyên của dân tộc bị nó bóc lột, bao nhiêu gánh nặng mà dân tộc chúng ta từ miền Bắc tới miền Nam chết bao nhiêu triệu người, đừng có nói tới 200 mấy chục ngàn mà địa chủ hồi xưa mà bị nó cày, nó giết này kia, thì biết bao nhiêu tài sản vàng bạc trong đó bị nó cướp. Phải không? Thì chúng ta phải lấy lại cái tiền đó, chúng ta giữ trên tay trước đã. Phải không? Khi chúng ta giữ trên tay đó, chúng ta kiện nó 38.000 tỷ đó, không tới phiên nó không muốn trả, vì chúng ta sẽ cấn cái đó qua đồng minh. Cái chuyện nó rất là dễ dàng. Và đồng minh chúng ta là người trọng tài nữa, thì nó chẳng có thoát đi đâu được cái đó. Đó, Hoàng Tôn nói như vậy để cho đồng bào ở trong nước biết cái công trái phiếu là cái tài sản của Hoa Kỳ. Họ bán ra này kia nọ, thay vì họ phải mượn, hay thay vì họ phải khai thác khoáng sản của họ, thay vì họ phải mượn tiền hưu trí của dân họ, thì họ lấy trực tiếp của Tàu và họ đưa cho Tàu cái tờ giấy coi là tờ giấy ký nợ. Đương nhiên trong đó nó cũng có một cái tốt cho Tàu Cộng, là vì sao? Vì Tàu Cộng nghĩ mình mua trái phiếu của Hoa Kỳ thì khi mà mình làm ăn với Hoa Kỳ này kia, nó được trơn tru, nó được này được kia hơn, thì mình đầu tư trực tiếp vô chính phủ của Hoa Kỳ mà, phải không? Mình được những cái lợi này lợi kia lợi nọ đủ thứ. Thì như chúng ta đã thấy, đó là lịch sử, chuyện nó đã qua rồi, chứ chúng ta thấy đó. Nói ở đây về cái công trái phiếu, nói luôn về cái kiện 38.000 tỷ đó. Hoàng Tôn giải thích như vậy để cho đồng bào ở trong nước biết. Khi mà chính phủ về lại đất nước, đương nhiên cái thằng Tàu đó đã gửi cho nó 2 lần thư rồi, chỉ còn 1 lần nữa thôi, nên thằng Tập Cận Bình giờ nó run lắm. Nó mà gặp thư của Hồ, của Tổng thống Đào Minh Quân mà gửi tới, Hoàng Tôn nghĩ chắc nó xón đái ra quần luôn. Vì kiện 38.000 tỷ mà nó thua, Hoàng Tôn bảo đảm cái đảng của nó đó, 22.000 tỷ mà cái đảng cộng sản đó đó, nó đầu tư vô công trái phiếu của Hoa Kỳ đó, phải không? Là nó lấy tiền tài phiệt, những cái tiền mà rửa, nó thay gì rửa, thì nó lấy cái tiền đó, nó đi mua công trái phiếu để nó đầu tư, nó cho là an toàn, phải không? Còn hơn là rửa tiền nữa. Rửa tiền, ví dụ như mình có 100 tiền dơ, mình muốn đổi tiền sạch, mình phải mất 20% để cái tiền nó biến thành tiền sạch. Còn cái này mình lấy cái đó mình đi mua công trái phiếu, nó được lợi 100%. Không những vậy, mình còn được trả tiền lời hàng năm nữa. Tại sao không làm? Không, nhưng cái đó là cái mưu đã bị trúng kế. Rồi chúng ta đó, không, ai không tin thì cứ để những cái câu chuyện này trong đầu của mình, để tương lai sắp gần chúng ta sẽ chứng minh được. Rồi chúng ta sẽ coi những cái diễn biến mà chính phủ kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ nó sẽ đi tới đâu. Chúng ta đừng có nghĩ là có hay không này kia, tại vì chúng ta có phản bác, có nói ra cũng không có hay. Là vì sao? Vì mình nói, mình
tranh luận mình đủ thứ cái, mà cuối cùng rồi nó có thật á, tự nhiên mình là một cái người chứ ông Tôn chẳng muốn nói ra, phải không? Nên ông Tôn nói ai mà cứ nghĩ trái chiều này kia đó, thà mình nghĩ trái chiều mình để trong lòng mình đi, để mình chờ tương lai nó có thật hay không. Còn mình nói ra bây giờ là mình đâm dở. Đó, ông Tôn chỉ nói vậy thôi. Đó, ông Tôn giải thích về cái việc công trái phiếu, luôn cả cái việc mà kiện tàu cộng 38.000 tỷ đó. Đó là như vậy. Mà trên tay đã nắm chắc trong tay là 22.000 mấy trăm tỷ rồi. Phải không? Đó. Thì Hoa Kỳ được lợi 22.000 tỷ. Vì sao? Vì trong cái chiến tranh Việt Nam đó, Hoa Kỳ là một nước cung cấp tất cả bom đạn cho đệ tam Việt Nam Cộng Hòa 20 năm. Luôn cả năm trên 58.000 quân nhân Hoa Kỳ chết tại Việt Nam. Biết bao nhiêu chất xám đã đổ xuống để phát triển đệ tam nền Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam thời chiến tranh. Phải không? Mà bây giờ những cái tiền đó nó theo cái giá kêu là inflation đó, nó lên đó. Thì bây giờ mình trả cho Hoa Kỳ 22.000 tỷ đó để mình lấy cái 16.000 tỷ còn lại, vì đất nước của chúng ta đó, Hoàng Tôn nói, nhiều tài nguyên khoáng sản dư sức cho 100 triệu dân tộc Việt Nam ăn ở cả trăm năm nữa cũng không hết. Và Hoa Kỳ cần cái 22.000 tỷ đó để làm gì? Một khi họ công bố là đệ tam Việt Nam Cộng Hòa tặng cho chúng ta 22.000 tỷ bù lại chiến tranh mà chúng ta mất mát trong 20 năm chiến tranh Việt Nam, thì đồng bào nghĩ toàn dân Hoa Kỳ và toàn dân quốc tế sẽ nghĩ gì đối với Việt Nam Cộng Hòa, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa? Họ sẽ ngưỡng mộ dân tộc Việt Nam. Họ không còn dám khinh khi dân tộc Việt Nam như là bây giờ, mà họ khinh khi cái đảng Cộng sản Việt Nam, công dân của Cộng sản Việt Nam. Đó, Hoàng Tôn nói như vậy để cho đồng bào trong nước biết. Và chúng ta hãy mở mắt ra và coi cái trận chiến này nó sẽ đi tới đâu. Chứ đừng bao giờ mà phán đoán trước, rồi sau đó chúng ta sẽ ân hận. Đó, Hoàng Tôn nói như vậy để cho chúng ta hãy chờ đó mà coi. Thì nhiều đó, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra không phải là nợ 22.000 tỷ. Giả dụ mà kiện, bây giờ là Tổng thống Đồng Quân ông kiện người Tàu là tới 38.000 tỷ. Tại sao mà kiện, kiện người Tàu dựa vào đâu mà... dựa vào đâu mà kiện người Tàu chỉ tới 36.000 tỷ vậy? Thứ nhất là kiện là đưa Hồ Chí Minh, giả người Hồ Chí Minh là người Tàu mà giả là người Việt về lãnh đạo quốc gia tập đoàn Cộng sản Việt Nam để hành hạ quốc dân Việt Nam, và chết cả hai miền Nam Bắc trên dưới là 3 triệu người, và gây ra cái cuộc chiến và nó tàn khốc tại đất nước Việt Nam. Đó là cái kiện. Rồi là kiện thứ hai là người Cộng sản Việt Nam Tàu nó xuống nó ép buộc Việt Nam là phải đưa phần đất này phần đất nọ. Đó là cái kiện thứ hai. Rồi là kiện luôn vấn đề mà cài cấm đảng viên đảng Cộng sản, bộ chính trị của đảng viên đảng Cộng sản ở trong nước bây giờ. Người Tàu kinh hồn luôn, kể cả con có trung tướng Hoàng Văn Hoàng, tức là Hoàng Vi tức là Nguyễn Phú Trọng bây giờ đó. Thấy không? Cái thấy ơn không? Tổng thống Đồng Quân ông biết hết. Vì thế ông mới kiện. Bây giờ cái đơn kiện nó đang nằm trên cao nguyên Liên Hiệp Quốc. Và cái đơn kiện đó đã đến tới cái giờ phút cuối cùng. Và cái xét xuất thắng của Tổng thống Đồng Quân rất là lớn. Tại vì nó có 3 điều. Thứ nhất là ông gửi thơ qua được Tập Cẩm Bình nó có ký là một. Được gửi thơ qua một lần thứ hai, Tập Cẩm Bình có ký một lần thứ hai. Giờ chỉ còn một lần nữa thôi. Cho nên bây giờ Tập Cẩm Bình bây giờ là sợ Đào Minh Quân hơn là sợ Mỹ.
Đây là, rồi kế tiếp nữa, giả dụ thắng thì làm cách nào đòi đấy. Bây giờ là tổng thống đầu ông có cái chiêu, ông nói là ok, nếu mà thắng rồi là ông sẽ ký cái giấy 22.000 tỷ ông cho không tổng thống Trump. Rồi tổng thống Trump tự nhiên là ký lại cái tờ giấy, cái là nói thôi tôi không cần phải chở công trái phiếu qua nước, qua Bắc Kinh để trả nữa, thôi chúng ta trừ với nhau xong. Vì thế mà tại sao Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ lại chấp nhận song hành với tổng thống để tạo Việt Nam Cộng Hòa, là cái chỗ đó phải có cái sự ăn chia lợi ích mà, interest của người Mỹ, lợi ích của người Mỹ trước mà, thì lúc đó thì người Mỹ nó mới chấp nhận là thừa nhận chính phủ để tạo Việt Nam Cộng Hòa trên đất Mỹ là cái chỗ đó chứ, chứ đâu phải người Mỹ, đâu phải nó nói không đâu, người Mỹ là việc không bao giờ không đâu. Money talk mà, người Mỹ nói một câu đó, nói ra là phải có tiền. Đó là những gì tôi có thể chia sẻ với cô chút. Dạ, mấy anh chị ở trên diễn đàn có thấy lời chia sẻ của Võ Hoàng Tôn nói như vậy nè. Cái việc mà kiện 38.000 tỷ đó, thì hiện tại đó là tàu cộng nó đang nắm 22.000 mấy trăm tiền công trái phiếu, là cái tờ giấy mà nó trị giá tương đương với tiền mặt mà Hoa Kỳ nắm của tàu cộng. Ok, nếu sau khi kiện tàu cộng ra tòa 38.000 tỷ đó, thì tàu cộng mà thua kiện ở ngoài tòa án ICC, tòa án quốc tế đó, tòa án hình sự quốc tế đó, thì những cái công trái phiếu đó thì tàu cộng nó không trả được, phong mà nó đang nắm cái trị giá nó bằng với cái tiền, bây giờ nó, do nó lấy tiền đâu nó trả, Hoa Kỳ đã nắm nó 22.000 tỷ rồi, nó có tiền đâu nó trả. Thì cuối cùng mà nó thua thì sao? Nó phải lấy cái tiền, cái những cái tờ giấy trị giá, những cái công trái phiếu mà trị giá 22.000 tỷ đó, nó phải chở qua Việt Nam. Nó năn nỉ tổng thống, thôi cầm giấy này đi, tại em hết tiền rồi. Không, em hết tiền rồi, thôi anh cầm đỡ. Đây là cái công trái phiếu của Hoa Kỳ, trị giá cũng là 22.000 tỷ, em trả anh trước. Còn cái 16.000 tỷ kia đó, thì từ từ đó, như là Hoàng Sa, Trường Sa mà những cái gì mà em đang xây dựng này kia đó, anh cứ lấy hết của em. Những cái gì mà em đang xây dựng trên toàn thế giới đó, anh vô anh lấy hết. Phải không? Em đã bỏ tiền ra là anh lấy hết. Chứ giờ anh, em đâu có tiền đâu, em trả. Phải không? Anh cứ tịch thu hết đi. Thì Hoa Kỳ mới lấy 22, tổng thống mới lấy 22.000 tỷ công trái phiếu, cái tờ giấy đó, trả lại cho Hoa Kỳ. Có nghĩa là khi Hoa Kỳ nắm lại cái công trái phiếu của mình thì Hoa Kỳ không cần trả tiền cho tàu cộng nữa. Phải không? Nó đơn giản là như vậy đó. Vì chắc chắn cái cuộc chiến này nó sẽ tới. Vì sao? Vì Hoa Kỳ đó đang đánh kinh tế tàu cộng cho nó ra ma luôn. Thì làm gì nó có tiền mà trả 38.000 tỷ? Dân của nó đói mà làm gì nó có trả 38.000 tỷ? Nó phải cấn hết. Nó có bao nhiêu tài nguyên khoáng sản này kia, nó phải cấn hết. Rồi còn từ từ đó, nó còn nợ nữa thì nó phải trả từ từ. Rồi mình tính lời lên cho nó. Phải không? Phải trả cho hết. Nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà trước khi muốn cho nó trả đó, phải quýnh cho nó nát kinh tế trước đã. Thì chúng ta chờ coi cái trận này á, Hoa Kỳ và quốc tế dần cái thằng tàu cộng ra sao về kinh tế để chúng ta biết, cho nó tan rã thành những cái nước nhỏ trở lại, trả lại những cái chủ quyền Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng, trả lại những cái chủ quyền cho những cái đất nước nhỏ như như nước Đại Lý này kia. Nói nước Đại Lý hiện tại là ở Bắc Kinh đó, những cái nước nhỏ nữa. Vì họ cũng muốn lấy lại chủ quyền. Rồi Đài Loan về lãnh đạo tàu này kia xé nhỏ ra hết. Một khi xé nhỏ ra được rồi thì mình ban giao với nước Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng để làm gì? Giúp họ phát triển kinh tế này kia cái nọ, và cùng phát triển về bên quốc phòng. Để làm gì? Để siết luôn cái thằng tàu nó lại trong chuồng đó, cũng giống như bây giờ Nga bị xích cổ xuống vậy đó. Đúng không? Xích cổ xuống đương nhiên cho anh tự do,
chứ không phải là tôi xích xuống là cho anh tiêu luôn. Nhưng anh đừng có manh động. Anh manh động là anh không có cửa. Đó, đơn giản vậy thôi. Thì mục đích á, nếu mà chúng ta đi sâu xa vô vấn đề đó, cái chuyện này nó tốt cho người dân Tàu, chứ không phải là xấu. Vì người dân Tàu sẽ được tự do, chứ không phải như bây giờ. Và người sống trên đời mấy chục năm thôi, họ được tự do, họ được trả lại chủ quyền. Và trong nước Tàu nó có rất là nhiều nước, rất là nhiều sắc tộc ở trong đó, và họ sẽ được trả lại chủ quyền. Mà khi họ trả lại chủ quyền rồi thì những nước đồng minh sẽ ban giao cá nhân với những cái nước nhỏ đó. Thì cái giấc mộng Trung Hoa của Tập Cận Bình với cái đảng Cộng sản Việt Nam á, à quên, đảng Cộng sản Tàu đó, nó sẽ tan thành mây khói. Và cái đảng Cộng sản Việt Nam á, nó cũng vỡ mộng thiên đường xã hội chủ nghĩa của nó luôn. Không, nếu nó tàn độc thì nó sống những cuộc đời tù tội, bần hèn, để cho nó biết. Đó, Hoàng Tôn chia sẻ như vậy để cho chúng ta biết về cái việc mà công trái phiếu và kiện Tàu Cộng. Sư là hợp lý không ạ? Có thấy khó hiểu không? Thật sự Dương cũng đôi khi Dương cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng mà có anh chị nào hiểu ý võ sư nói không ạ? Có anh chị nào hiểu cái điều này không ạ? Thật sự Dương cũng cảm thấy nó có một chút xíu gì đó. Đối với Dương, Dương là người trung lập, nhưng mà Dương nghe Dương vẫn cảm thấy nó khó hiểu chỗ này. Có thể hỏi lại. Dạ. Nếu mà anh chị mà cái số người mà khó hiểu nhiều á, thì anh chị cứ nói đi để mà Dương sẽ trả lời, Dương sẽ hỏi lại võ sư, hoặc là võ sư sẽ chia sẻ một cách chi tiết hơn. Nhưng mà dựa vào đâu để mình chắc rằng là cái, nhưng mà ngày hôm nay nói là chúng ta vụ kiện thôi, thì võ sư có được biết rằng cái tỷ lệ mà thắng kiện nó sẽ cao hay thấp không ạ? Rất là cao. Rất là cao. Tôi không muốn nói ở trên cao quy liêu hoặc là những hạng người nào nắm cái búa thần này nữa. Tôi cái đó là cái cho thuộc về là cái đơn giản của cái vụ kiện này mà chúng ta nắm chắc trong tay đó, phải không? Là từ năm 1990 đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không dám giống như là trưng ra cái vân tay của Hồ Chí Minh so với cái vân tay mà Sở Liêm Phóng Pháp đã giữ. Còn bây giờ đó, ở cái thời công nghệ như vậy á, là ngoài cái vân tay ra, chúng ta còn thử luôn cả DNA, tiếng Việt kêu là ADN đó, thì nó không có chạy đi đâu được cái đó. Vì nếu nó là người Tàu đó, thì cái đơn kiện này là 100% sẽ thắng. 100%, phải không? Bây giờ mình chúng ta chỉ cần mở ra, chứng minh được Hồ Chí Minh là Tàu Cộng thôi. Vì chính phủ đó có 230 chương và kiện Tàu Cộng và 4.000 chương bằng chứng mà chúng ta đã nắm chắc trong tay. Đó, đơn giản vậy thôi. Nên nếu ai mà muốn tìm hiểu này kia, cặn kẽ này kia, thì hãy coi lại những cái đường lối của Tổng thống Đào Minh Quân lật mặt Hồ Chí Minh như thế nào ở UNESCO, thì sẽ biết cái đơn kiện này thắng hay thua. Của chính phủ rồi, cái đó gần như là chúng ta không, tôi không có được phép, nhưng mà tôi nói là cái tỷ lệ rất cao. Thật sự ngày hôm nay nói về kiện, mà chúng ta nói là nắm chắc cái phần kiện nó thắng hay thua, thì thật sự là khó để mà trả lời, phải không ạ? Bây giờ tôi xin thưa câu và xin phép, nếu mà Tổng thống Mỹ mà biết được cái sự kiện này mà không có thắng, là Tổng thống Mỹ xuống ông dẹp cái chính phủ để tăng Việt Nam còn còn từ lâu rồi. Nên nhớ điều đó nha. Rồi mời. Có một số anh chị em nói rằng là hơi mơ hồ một tí, có nghĩa là một số anh chị em nói thì hiểu, một số anh chị em thì nói là hiểu nhưng mà không tin, khó tin quá. Dạ. Bây giờ tiếp theo là sẽ, đó là nick của Ngô Việt Vương. Ngô Việt Vương có hỏi rằng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng hòa sẽ làm gì để chống lại cái chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam, hay là chỉ hô hào bằng mồm? Có muốn tôi trả lời cái đó không? Cái đó, cái câu hỏi nó hơi có chút là sắc sược.
nhưng mà tôi cũng phải Dạ trả có, lời. đó là mạng dạ, Ừ. xã hội mà mình đang nói chuyện với cái mạng xã Ừ. hội mà dạ. Thì tôi trợ tiếp việc mình văn chương hay đáo để chúng ta nhìn nhiều nhiều cái câu hỏi rất là hay, đuổi người người ta nói nhà ngươi đi đâu đến sao không từ đâu đi, nghe nó hay hơn là nhà ngươi rời khỏi nhà ta, đâu có nói cái câu đó đúng không? Cho nên văn hóa Việt Nam chúng ta có nhiều cái danh từ nói rất là hay đẹp à, chứ ai mà nói bằng mồm mà miết Võ rồi sư, tại mồm vì võ sư cũng mồm phải gì phải phải thông đâu cảm, trời nó võ sư phải thông cảm đó. với chúng em là người dân của chúng ta, người dân Việt của chúng ta sống nhiều năm với cái sự giáo dục của Không chúng thì đôi ta lúc ở cũng như trên từ cái bé con đường như thế này chúng ta cũng phải là hướng dẫn cho người Việt Nam chúng ta là có những danh từ mỹ miều hơn chút xíu. Ok bây giờ tôi nhưng xin mà trả đó, lời nhưng mà là chúng ta không thể nào làm được những cái điều đó trong khi ngày hôm nay chúng ta vâng là những người là truyền thông, chúng ta không có cái ảnh hưởng mạnh đến họ giống như cái giáo dục của Cộng sản Việt Nam, thì việc họ dùng bằng mồm hay là cái này cái kia là những cái từ mà họ, người dân, những cái người mà họ không hiểu họ hay dùng. Thì bây giờ là võ sư có thể trả lời được không, mà là có nghĩa là bây giờ chính phủ của ông sẽ làm gì để chống Cộng sản đó, về những hành động thực tế là gì? chúng tôi sắp sửa đi về Việt Nam rồi đây, bây giờ hỏi làm gì thì cái đó đương nhiên là chúng tôi cũng phải kể rồi. Chúng tôi đang chọn ba địa điểm là để đưa tổng thống Đào Minh Quân, tại vì ba địa điểm một khi ông đã đem lên trên mạng rồi tức là ông được quyền cho ai phổ biến là phổ biến à. Cho nên chúng tôi nói rằng ông đêm hôm chúng tôi cũng vừa họp đêm hôm rằng là ông nói phải phải là quyết định phải về cho thật sốt có thể trong năm nay. Ừ. Ba địa điểm đó là Hoàng Tôn thì giải thích như thế này là chính phủ có đường lối gì để giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam. Như chúng ta biết đó, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa đệ nhất đệ nhị Việt Nam Cộng hòa là đồng minh với nhau. Và chính Hoa Kỳ dựng nên nền đệ nhất Việt Nam Cộng hòa và đưa Tổng thống Ngô Đình Diệm về lại Việt Nam để dựng lên một nền Việt Nam Cộng hòa chính nghĩa, văn minh, tự do, tư bản cho người dân. Vì cái đó đó mà Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa đó phải đối đầu với Tàu Cộng và Việt Cộng. Để Hoa Kỳ phải tốn 20 năm chiến tranh, bỏ tất cả là súng đạn ra trong 20 năm đó, luôn cả trên 58.000 con dân của mình, quân lực của mình nằm tại Việt Nam, bỏ mạng tại Việt Nam. Hoa Kỳ gửi lại Việt Nam Cộng hòa ở đó một người anh em, kiểu là tay trái tay mặt nằm ở đó để Hoa Kỳ đi diệt Nga và Liên bang Nga và khối Đông Âu và sẽ quay lại để giành lại tự do dân chủ cho Việt Nam Cộng hòa. Mà hơn thế nữa đó, Việt Nam có một địa lý chiến lược về Đông Nam Á. Đó là lý do bây giờ chúng ta nhìn đó, ở cái địa hình chiến lược của Việt Nam đó, chúng ta có một cái dãy biển dài mấy ngàn cây số. So với Hồng Kông và Singapore thì chúng ta hơn hẳn họ rất là nhiều, rất là nhiều. Chúng ta có dầu dầu mỏ đó khai thác hoài không hết. Nó lớn gấp 72 lần so với cái mỏ dầu ở Kuwait. Chúng ta còn rất là nhiều tài nguyên khoáng sản và văn hóa. Mà Hoa Kỳ hơn ai hết thích Việt Nam Cộng hòa là vì Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ đã cùng sánh vai một thời trong 20 năm chiến tranh. Và chúng ta có những cái bang giao rất là thân thiết. Nhưng vì đại cuộc cộng sản thế giới nên chúng ta gửi lại cái người anh em nằm ở đó, chịu nằm gai nếm mật, chịu cay đắng. Những người ngã xuống trong chiến tranh Việt Nam đều phải nằm gai nếm mật để cho
giải thể toàn cộng sản trên thế giới, và chúng ta sẽ quay lại trả lại công đạo cho những người chính nghĩa đó. Và những cái ban giao giữa Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ là những cái ban giao cùng nhau phát triển. Vì là những người chính nghĩa, họ muốn làm là vì dân tộc, vì dân, chứ không phải họ làm là vì tư lợi. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh cho thế giới biết và chứng minh cho Hoa Kỳ biết, 45 năm hoặc là 80 năm từ tính từ cái năm 54 là 60 mấy năm khi họ cướp được miền Bắc. Bây giờ 45 năm sau khi họ cướp được miền Nam và họ toàn vẹn cai trị đất nước, mà trong mấy chục năm nay họ làm được gì cho người dân ngoài việc bóc lột xương máu và diệt dân tộc Việt Nam cho tàu cộng bằng hạ độc mà tụi Cộng sản Việt Nam và tàu cộng tưởng rằng Hoa Kỳ họ không biết. Phải không? Thì nó có rất là nhiều lý do để cho đồng minh của chúng ta giúp chúng ta giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam. Chứ chúng ta lấy gì mà giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khi đồng bào của chúng ta đã bao nhiêu năm sống với cái ách cai trị của Cộng sản, chết chóc hàng ngày bởi hạ độc này kia nọ, đủ thứ trong đó hết. Mà chúng ta chỉ kêu gọi 5 triệu phiếu mà y ạch như vậy, thì chúng ta làm gì mà giải thể được Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng tổng thống của chúng ta là một người anh minh, một người của thời đại, một người có trí huệ, một người có trí tuệ, một người có mưu lược. Nên những gì tổng thống làm, Hoa Kỳ họ thấy được, họ hiểu được, nên họ sẽ song hành và giúp chúng ta thống nhất đất nước, để cho Việt Nam Cộng Hòa thay Hoa Kỳ phát triển Đông Nam Á, xích tàu cộng một khi giải thể, đánh tan rã tàu. Và có còn đủ những cái vấn đề mà tại sao Hoa Kỳ và đồng minh phải giúp chúng ta. Chúng ta đã dựa trên cái thế quốc tế và chúng ta đã thành công. Đã thành công rồi. Đã thành công rồi, chúng ta mới thấy Hoa Kỳ và đồng minh đã kéo quân sự tới thềm lục địa của chúng ta để chuẩn bị cho một cuộc chiến. Nhưng trong cái vấn đề ngoại giao, họ nói họ tới đây để giữ hàng hải, giữ này giữ kia. Cái đó là cái vấn đề ngoại giao thôi. Nhưng họ tới để chuẩn bị một cuộc chiến. Nên dân tộc chúng ta đó, đồng bào trong nước, phải hiểu được thời cuộc, phải trưng cầu dân ý. Vì chúng ta, chính phủ đang chờ là thế quốc dân, vì thế quốc dân mới là thế trường tồn. Chỉ có người dân mới hiểu được đất nước này là đất nước của ai, cần ai để bảo vệ từ thế hệ này qua thế hệ nọ. Cũng giống như cha ông chúng ta, tổ tiên chúng ta đã dùng xương dùng máu để giữ nước, để không cho mất văn hóa. Đó. Nên Hoàng Tôn muốn giải thích như vậy để cho đồng bào trong nước biết. Chúng ta dựa trên thế quốc tế để giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam. Giải thể luôn cả tàu cộng. Nó đã cướp nước Việt Nam rồi, chứ không phải là đang. Như Hoàng Tôn đã nói, từ ngày Hồ Chí Minh đứng lên đọc bản tuyên ngôn độc lập ở ngày 2 tháng 9, mà Cộng sản Việt Nam cho đó là ngày Quốc Khánh đó, hàng năm đó, tổ chức có là ngày 1 nữa. Ngày đó chính là ngày chúng ta mất nước mà chúng ta không biết.
Đó, đơn giản vậy thôi. Tân Sinh Nhất, Dinh Độc Lập và Cam Ranh, đó là ba địa điểm của Tổng thống Đào Minh Quân sẽ hạ cánh xuống. Còn dùng chiêu thức nào để mà lột cái quyền lực trong tay của tập đoàn cộng sản mà để trao qua cho Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, đó là cái cây nỏ thần mà Hiệp định Ba Lê năm 1973 nó đã chờ đợi cái ngày để cho nó tung hoành trên đất Việt. Đó là những câu mà tôi kể như vậy, nó có thông không à? Nếu không thông thì tôi... Hoàng Tôn ngưng livestream đó, Hoàng Tôn giải thích cho anh Linh Nguyễn biết như thế này. Đối với Hoàng Tôn đó, cái chuyện cá nhân của chúng ta đó không có quan trọng. Chính Hoàng Tôn đó, là cá nhân cũng không có quan trọng. Cái quan trọng ở đây đó là Hoàng Tôn muốn làm để giải thích những cái đường lối của chính phủ, đem những cái đường lối của chính phủ tới cho người dân. Còn cá nhân của Hoàng Tôn đó, không thành vấn đề. Ai muốn chửi, ai muốn mạ lị, ai muốn làm sao cũng được. Hoàng Tôn không có quan tâm. Nếu chúng ta chia sẻ những cái đường lối của chính phủ này kia thì ok. Còn nói về ai mạ lị ai, cái đó Hoàng Tôn không có quan tâm. Hoàng Tôn chỉ thấy những cái đường lối nó không đúng với cái đường lối của chính phủ, nên Hoàng Tôn giải thích để cho người dân đừng bị cộng sản nó chi phối và nó dụ dỗ. Đơn giản như vậy thôi. Chứ Hoàng Tôn không có chụp mũ ai đó. Nhiều khi những cái người đó họ vô tình, họ nghĩ làm những cái đó là tốt này kia cái nọ. Nhưng những cái vô tình đó sẽ hại người dân ở trong nước, hại đồng bào ở trong nước và luôn hại chính phủ luôn. Nên Hoàng Tôn giải thích như vậy thôi. Chứ chúng ta đừng nên để những cái chuyện cá nhân đó nó xảy ra, cái đó nó không quan trọng. Ai chửi Hoàng Tôn chẳng quan tâm. Nhiều khi đó, có nhiều người thấy Hoàng Tôn giống như là tranh cãi với những người dư luận viên này kia nè. Không phải là Hoàng Tôn giống như là rảnh hay đi làm chuyện đó, nhưng nhiều khi Hoàng Tôn muốn tranh cãi như vậy đó. Hoàng Tôn muốn tranh cãi như vậy đó để cho mình viết ra và họ viết ra như thế nào để Hoàng Tôn nhận định là cái giáo dục của họ đó được Đảng Cộng sản nó nhồi sọ tới cỡ nào. Đó, đơn giản vậy thôi. Chứ Hoàng Tôn không phải đi tranh luận với những người dư luận viên. Và Hoàng Tôn cũng không có rảnh để tranh luận với họ. Nhiều khi Hoàng Tôn chỉ muốn làm như vậy để cho Hoàng Tôn muốn nhận định được là họ có đường lối gì, họ suy nghĩ gì. Đó. Nên Hoàng Tôn chứ không phải là đi mà tranh luận này kia nọ đâu. Còn đối với Hoàng Tôn á, ai chửi Hoàng Tôn này kia Hoàng Tôn cũng chẳng quan tâm. Hoàng Tôn chỉ quan tâm á, là Hoàng Tôn đem chính phủ, những cái gì mà đường lối của Tổng thống Đào Minh Quân và chính phủ làm, đem đến cho người dân, để cho người dân hiểu những cái đường lối của chính phủ mà thôi. Chứ thực sự ra đừng nghĩ là Hoàng Tôn đánh mạnh hoặc nói mạnh nói này ở kia nọ trong đó. Đương nhiên trong những cái đó nó có những cái răng đe ở trong đó. Nhưng nói cái kiểu mà cãi tay đôi với những người dư luận viên này kia đó, Hoàng Tôn không có làm. Nhiều khi Hoàng Tôn làm là vì Hoàng Tôn muốn hiểu được cái nhận định của những người đó. Đó, nên Hoàng Tôn mong là chúng ta hãy để những cái tôi của chúng ta qua một bên. Bây giờ là cái công cuộc giải thích những cái đường lối của chính phủ, vì họa chiến tranh nó đang ập tới trên đầu của dân tộc của chúng ta. Mà chúng ta còn tranh nhau những cái lời nói, những cái lời lẽ, những cái câu chữ, Hoàng Tôn thấy nó không hay. Chúng ta biết thì chúng ta nhắc nhở nhau đừng làm những cái chuyện mà nó đi ngược lại hoặc nó đi lệch với cái đường lối của chính phủ để cộng sản mật vụ, nhất là cộng sản, tàu cộng và cộng sản, nó là ông cố nội của tình báo, nội gián, ly gián, xâm nhập này kia, nó là ông cố nội luôn. Nên chúng ta đừng làm gì để cho nó nắm cái cán. Đó, Hoàng Tôn giải thích như vậy thì Hoàng Tôn mong là chúng ta đừng có lời qua tiếng lại này kia nọ. Đó, chúng ta chỉ cần hiểu những cái đường lối của chính phủ. Nếu chúng ta có đi sai thì chúng ta cũng nên sửa lại những cái đường lối đó cho nó đúng. Và chúng ta hãy suy nghĩ và tìm ra những cái đường lối nào nó phù hợp để phổ biến trưng cầu dân ý mà thôi. Không có nên tụ tập.
Vì chính phủ không có kêu gọi ai tụ tập hết. Vì nếu tụ tập là cộng sản nó sẽ nắm cán. Và nó nắm cán thì đồng bào trong nước chính là nạn nhân. Và luôn mà nó mạ lị luôn cả chính phủ. Nó hoàn toàn mong là chúng ta hãy chính suy nghĩ chín chắn trong cái việc này. Rồi chúng ta chia sẻ tiếp cái livestream của cô Đoàn Thị Thị Dương và anh Francis. Khi nào thì chính phủ này sẽ về Việt Nam ạ? À? Thứ nhất là 5 triệu phiếu nó phải đặt để trên văn phòng của Liên Hợp Quốc trước cái đã. Rồi sau đó là cái sự ngày về của Tổng thống Đàm Vĩnh Quân. Cho nên mấy hôm nay chúng tôi ráo riết chỉ còn có một số ít cuối cùng nữa thôi. Thì là 5 triệu phiếu đã hoàn tất, sẽ được hoàn tất. Thì chúng ta sẽ hoạch định cái tiến trình đi về của Tổng thống Đàm Vĩnh Quân ở địa điểm nào nó thuận lợi hơn. Đến thời điểm này thì hiện tại thì tổ chức của ông đang có được bao nhiêu phiếu từ phía người dân rồi? Còn được một khoảng trên dưới 100.000 nữa. Còn dưới 100.000. Nhưng mà nếu cái lượt người mình để thực hiện trên cầu dân ý đó có phân biệt là người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam. Giống như Hồng Tôn giải thích cái việc cô Đoàn... Còn thì Dương giải thích hỏi như thế này. Chúng ta đừng bao giờ hỏi là còn bao nhiêu phiếu. Chúng ta đừng bao giờ hỏi. Cái việc quan trọng của chúng ta đó là chúng ta phải đẩy mạnh trưng cầu dân ý và chúng ta thể hiện cái trách nhiệm của chúng ta trước. Là chúng ta phải trưng cầu dân ý và chúng ta phổ biến cho tới khi nào thành công. Chứ chúng ta đừng có hỏi. Vì chúng ta hỏi, chúng ta biết được, chúng ta cũng chẳng làm gì được. Hoàng Tôn nói ví dụ. Khi chúng ta đạt được 5 triệu phiếu rồi, nhưng tình hình, thời cuộc, những cái diễn biến, nó chưa cho phép cho chúng ta, thì chúng ta cũng còn phải đẩy mạnh trưng cầu dân ý và chúng ta vẫn còn chờ đợi cái cơ hội của chính trị. Để nó tới, nó đúng thời, nó đúng lúc. Nên biết được những cái đó, biết được mấy cái view đó không có quan trọng đối với Hoàng Tôn. Mình chỉ biết nó gần tới, nhưng mình đang chờ những cái diễn biến của lịch sử, của chính trị. Nhưng mình phải cần đạt trước cái trưng cầu dân ý. Vì mình không biết là cái diễn biến nó tới lúc nào. Nó có thể tới lúc chúng ta đang ngủ. Mà nó tới chúng ta, lúc chúng ta đang ngủ mà chúng ta chưa đạt đủ phiếu trưng cầu dân ý, thì cái cơ hội nó có thể qua đi. Đó, nên Hồng Tôn mong á, chúng ta hãy đẩy mạnh trưng cầu dân ý. Vì chúng ta cần hơn 5 triệu phiếu. Hoa Kỳ cần 5 triệu phiếu, nhưng Hồng Tôn nghĩ chúng ta phải cần 5 triệu, 7 triệu để chứng minh mình, để chứng minh cho Hoa Kỳ là mình đã sẵn sàng. I'm ready. Chứ không phải người ta cần 5 triệu là mình chỉ đưa 5 triệu thôi. Rồi lúc đó mình ngồi mình ngáp, mình chờ. Không phải. Cái trưng cầu dân ý đó là nó thể hiện cái ý chí của dân tộc Việt Nam là muốn thoát khỏi tàu cộng và Việt cộng hay không? Cái ách cai trị nô lệ này hay không? Muốn tự do dân chủ hay không? Là cá nhân của mỗi người. Cá nhân của chúng ta là phải đẩy mạnh, phải phổ biến trưng cầu dân ý, phổ biến chính phủ đến cho người dân càng nhiều càng tốt. Còn cái việc chính phủ quay về là phải dựa trên tình huống như Hồng Tôn nói. Tình huống nó tới, chiến tranh nó ập tới, chúng ta chưa đạt trưng cầu dân ý thì chính phủ cũng phải về. Vì sao? Vì chiến tranh nó đã ập lên trên đồng bào mà chính phủ không về, chẳng lẽ để cho đồng bào ăn bom đạn của tàu. Nên Hồng Tôn giải thích như vậy là chúng ta đừng bao giờ hỏi là còn bao nhiêu triệu phiếu, vì không ai chúng ta biết được hết á. Chỉ có Tổng thống và Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc mới nắm rõ được. Chúng ta chỉ biết một tháng gần đây số trưng cầu dân ý tăng rất nhanh. Vì thực sự, vì lý do đó, Hồng Tôn nghĩ là đồng bào quốc nội đó, không thấy những cái tình hình chính trị xung quanh Việt Nam đã có thay đổi, đã có diễn biến. Nhưng không có một cái hội đoàn nào mà họ đã từng nghe trong mấy năm nay
Và tới tận bây giờ có một cái đường lối nào rõ ràng để cho họ thấy có một cái ánh sáng nào hết ngoài chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa do Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Luôn cả những con người Cộng sản muốn thoát ly Cộng sản, muốn đứng lên làm chính trị, muốn đứng lên dẫn dắt lòng dân đủ thứ trên đó, đó. Không có ai được lòng tin của người dân hết. Nhất là cái câu mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu để lại: đừng tin những gì, đừng nghe những gì Cộng sản nói, và hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Chỉ có đó thôi đó, là không cần biết anh Cộng sản nào đều mất hết lòng dân rồi. Đó. Nên đó, cái chân cầu ý nghĩ trong tháng qua đó, nhảy vọt rất nhanh là vì đồng bào trong nước họ đã nhìn thấy những cái tình hình chính trị đã có biến đổi. Và họ không thấy ai ngoài chính phủ đứng lên lãnh đạo toàn dân và có đường lối rõ ràng hết đó. Còn cái vấn đề mà cái số trưng cầu dân ý này kia đó, còn tôi mong là chúng ta đừng bao giờ hỏi tới. Khi nào đạt được, chính phủ sẽ thông báo. Đó, như hôm qua chính phủ mới thông báo là số trưng cầu dân ý đó trong một tháng qua vọt rất là nhanh. Còn cái việc về của Tổng thống thì chính phủ cũng đã thông báo ra rồi. Một khi chính phủ đã thông báo ra để cho đồng bào trong nước lựa 3 địa điểm thì chắc chắn trong nội bộ giữa Hoa Kỳ và chính phủ đều có biết những cái thỏa thuận, những cái diễn biến rồi. Nên Tổng thống mới đưa ra để cho đồng bào chọn này kia rõ trong đó. Cộng với là Tổng thống cũng ra thông báo đó là trước khi về một tháng sẽ thông báo với đồng bào. Một tháng lận. Nên chúng ta cứ việc đẩy mạnh trưng cầu dân ý cho tới khi chính phủ có thông báo. Đó, còn tôi mong là chúng ta làm như vậy. Và đừng hỏi tới còn bao nhiêu phiếu. Đó. Hay là người Việt Nam, quốc tịch khác Việt Nam không ạ? Nói chung là người Việt Nam biết nói được tiếng Việt rành. Có nghĩa là người đó ngày xưa là sinh ở trong nước Việt Nam. Hay là nói chung là người Việt Nam nhìn tổng thể, gọi là tổng thể là người Việt Nam là đủ rồi. Chứ không cần phải đòi hỏi một cái gì xa hơn nữa. Cái mầm móng của họ là người Việt Nam tức là đủ rồi. Nhưng có nghĩa là ngày hôm nay Liên Hiệp Quốc họ yêu cầu như vậy, nhưng làm thế nào để Liên Hiệp Quốc chắc rằng là những cái người đó là những người Việt Nam hoặc là những người có thể nói được tiếng Việt Nam? Dựa vào đâu? Cái điều đó thì câu hỏi này cũng rất là hay, nhưng mà tôi không nghĩ rằng là cái người Tây, người Tàu mà có thể trưng cầu dân ý cho Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa đó, tôi nghĩ không bao giờ có cái chuyện đó đâu. Chỉ hoàn toàn là người Việt Nam rạch ròng. Tên Việt Nam, tuổi Việt Nam, địa chỉ Việt Nam. Rồi số điện thoại của Việt Nam. Nói về cái việc trưng cầu dân ý, đây là cái việc của dân tộc Việt Nam. Có nghĩa là tất cả ai mang họ tên Việt Nam đều có thể trưng cầu dân ý. Nếu họ cho họ là con dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, ai cũng có thể trưng cầu dân ý được. Luôn cả những người Cộng sản quay đầu lại với chính nghĩa, quay đầu lại với Tổ quốc, đều trưng cầu dân ý được hết. Không cần biết họ có quốc tịch nào trên toàn thế giới, vì họ là dân tộc Việt Nam. Họ là những người tha hương vì tệ nạn chính trị của Cộng sản Việt Nam. Dù con của họ có sinh ra ở nước Mỹ, nước Úc, bất kể nước gì, nhưng cha họ là người Việt Nam mà tị nạn chính trị, thì họ vẫn có quyền trưng cầu dân ý. Đó. Sau này đó, khi thống nhất đất nước hoặc lấy lại quyền lãnh đạo của đất nước, họ sẽ được song tịch, vừa được quốc tịch Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa hoặc là quốc gia chính phủ quốc gia Việt Nam. Hai là họ được một cái quốc tịch nữa là quốc tịch họ sinh ra ở đó hoặc lớn lên ở đó.
Hoàng Tôn nói như vậy để giải thích rõ nhất. Bất kể ai là dân tộc Việt Nam đều có thể trưng cầu dân ý. Luôn cả những người sắc tộc khác mà sống trên đất Việt Nam đều trưng cầu dân ý được. Nó đều trưng cầu dân ý được. Nếu họ muốn trở thành con dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Nói rõ ra là như vậy. Đấy. Cho nên tôi nghĩ là người Việt Nam đặt rồng thôi. Rồi, mời. Ok. Rồi bây giờ thì võ sư hãy cho mọi người được biết rằng là làm cái gì và làm thế nào để mà ông có thể duy trì được cái tổ chức của mình. Tài chính dựa vào đâu? Chúng tôi uống nước không, thì chúng tôi sống, chúng tôi làm việc thôi, đâu có cần tiền đâu, đâu cần tiền đâu. Tổng thống Donald Trump nghèo chích mồ chích tổ, ông đâu có tiền gì cung cấp cho Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đâu mà chúng tôi đòi hỏi tiền. Tổng thống Đồng Minh Quân cũng là nghèo mẹ, hai ông đó làm tổng thống là chỉ để cho dân chửi, làm tổng thống để cho dân đòi bắt bỏ tù, làm tổng thống không có ông nào có một đồng lương nào hết, thì làm sao mà nói vấn đề tiền ở trong đây. Vậy mà mấy ông lại sống được thì tôi cũng thắc mắc là không hiểu làm cách nào mà tổng thống Donald Trump ông sống được, ông nghèo chích mô chích tổ ông, thì dựa vào cái chỗ đó tổng thống Đồng Minh Quân cũng vậy, hai ông nghèo chích mô chích tổ luôn mà cũng sống được, thì họ cứ sống với nhau thôi. Rồi mời cô ơi, nếu cô rồi Hoàng Tôn thì Hoàng Tôn giải thích như thế này. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tồn tại tới ngày hôm nay là nhờ tài sản của Tổng thống Đào Minh Quân bỏ ra trước. Thứ hai nữa, những vị tham gia vô chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, họ không cần tiền lương của chính phủ trả, vì họ biết chính phủ, những cái tiền của Tổng thống có để dành, để làm việc, để giúp cho những cái công cuộc chính phủ, chứ không đủ để trả lương cho bất kỳ ai. Nên chính phủ kêu gọi là những người tham gia vô chính phủ chỉ dùng cái lòng của mình thôi, tấm lòng thôi, họ có bao nhiêu thời gian thì đóng góp bấy nhiêu. Vì họ cũng còn phải làm việc để nuôi gia đình này kia nọ nữa, gia đình riêng của họ này kia nọ nữa. Nên những cái thời gian họ đóng góp cho chính phủ là miễn phí, vì cái lòng thôi. Đương nhiên, trong cái sự công bằng đó, Hoàng Tôn nhớ là hồi đầu năm ngoái đó, Hoàng Tôn có nghe một cái livestream của Tổng thống, là khi thống nhất được đất nước, kiện tàu cộng và những cái tài sản mà chính phủ đã tịch thu được của Cộng sản Việt Nam đó, thì chính phủ, tổng thống sẽ lấy 10%. Vì 10% đó, như những cái tiền mà tổng thống đã bỏ ra trong mấy chục năm nay, luôn cả những cái tiền mà phải mướn luật sư, có là một cái việc vận hành này kia nọ đó, thì tổng thống lấy lại 10%. Cái đó cũng rất dễ hiểu. Vì không có tổng thống bỏ những cái gì riêng của tổng thống ra thì cái công cuộc chúng ta cũng không có ngày hôm nay. Những cái đơn kiện tàu cộng đóng thành tập sách 230 trang, 4.000 trang, kêu là bằng chứng này kia, tốn biết bao nhiêu công sức của rất là nhiều người mà phải trả công cho họ, vì họ là những người có bằng cấp này kia nọ. Đó, Hoàng Tôn chỉ giải thích đơn giản như vậy thôi. Hiện tại chính phủ hoạt động là dùng tiền riêng của Tổng thống. Còn những vị trong chính phủ là những vị làm không công, chỉ tham gia vô chính phủ vì tấm lòng, vì dân, vì nước, vì Tổng thống. Có người thì có vì dân, có vì nước, có vì Tổng thống, để giúp cho chính phủ một tay, hỗ trợ cho chính phủ. Mục đích là chỉ phổ biến chính phủ
tới cho người dân, để người dân hiểu được những cái đường lối của chính phủ, những nước đồng minh nào của chính phủ, để người dân có lòng tin là chính phủ này có thể giải thể được Cộng sản Việt Nam. Chứ chính phủ nếu mà không có tiền, không có này có kia sao hoạt động được? Phải có một cái nguồn từ đâu đó. Tại chính phủ này là chính phủ đang lâm thời, chính phủ đâu có lấy thuế người dân, chưa bao giờ xin người dân một đồng nào, từ luôn cả người Việt hải ngoại. Người Việt hải ngoại đóng góp cho cái công cuộc chống cộng này không biết là bao nhiêu, cho những cái đảng phái đủ thứ trong đó này kia, nhưng có bao giờ đóng cho chính phủ đồng nào không? Phải không? Người dân á, một năm gửi 10 tỷ về Việt Nam, nhưng có đóng góp cho tổng thống một đồng nào trong cái công cuộc chống cộng này kia nọ không? Rồi đồng bào trong nước, chính phủ cũng biết đồng bào trong nước, nếu đó mà toa rập với cộng sản này kia nọ đó thì cũng đâu muốn chính phủ về này kia nọ đâu. Còn những đồng bào nghèo thì làm sao mà có thể đóng góp này kia nọ được? Vậy tiền đâu chính phủ vận hành ngoài cái việc tiền cá nhân của tổng thống? Thì nó rất là dễ hiểu, cái công cuộc này thành công thì chúng ta ít nhất cũng phải trả công lại cho tổng thống. Đó là cái riêng, cái việc riêng là cái việc riêng, việc chung là cái việc chung. Chúng ta đừng đem những việc chung thành việc riêng hoặc việc riêng làm thành việc chung, nó lẫn lộn nhau. Có thể là cái công cuộc này, cái dân tộc này đó mượn của chính phủ trước, và sau khi chúng ta lấy lại tất cả những cái tài sản mà chính phủ dùng mưu lược này kia của đảng Cộng sản Việt Nam cướp của dân, rồi kiện luôn cả tàu cộng này kia cướp của dân này kia nọ đó, thì những cái tiền đó sẽ trả lại một phần công lao của chính phủ, công lao của tổng thống, cái riêng của tổng thống chứ không phải của chính phủ. Còn tất cả còn lại là công khố của quốc gia, trả lại cho người dân, trả lại bằng nhiều hình thức, về giáo dục, về y tế, về an sinh xã hội, về tái thiết đất nước, để cho chúng ta cộng hưởng, cùng hưởng. Nó có nhiều vấn đề lắm, đó nên Hoàng Tôn muốn giải thích như vậy, nói về cái việc mà vận hành của tổng thống đó cho đồng bào ở trong nước hiểu. Cái đó chúng ta cũng dễ hiểu thôi, nếu mà chúng ta chịu tâm tư một chút chúng ta sẽ thấy. Anh chị có chấp nhận câu trả lời của võ sư này không ạ? Võ sư mới vừa nói là tổng thống Donald Trump nghèo chết bò chết tổ luôn mà ông vẫn sống được, rồi bây giờ là quay qua tới là tổng thống Đào Minh Quân cũng nghèo chết bò chết tổ. Thực sự là Dương không có hiểu ý của võ sư, nhưng mà tại sao không hiểu? Khoan, võ sư trả lời tiếp. Nhưng mà anh chị, các anh chị trên diễn đàn này có hiểu không ạ? Thì vừa rồi Dương có đặt một câu hỏi là làm thế nào để mà cái chính phủ của ông có thể hoạt động được, để kinh tế dựa vào đâu, thì võ sư có câu trả lời đó. Thì qua cái phần trả lời đó thì quý vị có hiểu không mà Dương thì Dương sẽ hỏi tiếp, nhưng mà Dương chờ cái sự tương tác của các anh chị trên mạng xã hội. Cái câu nói của võ sư nó có đúng không ạ? Tổng thống Donald Trump rất là nghèo đúng không ạ? Trump cũng nghèo, tại vì anh chị thấy là tổng thống Donald Trump làm việc không có lương. Đúng không ạ? Không hả? Không, vì sao không? Đợi võ sư làm phiền, đợi một chút xíu ạ. Dũng bỏ chính xác võ sư, nhưng mà chính xác, nhưng mà nhiều người không có hiểu. Không có hiểu hả? Anh chị cho Dương câu không chấp nhận hả? Không chấp nhận là sao ạ? Bởi vì á, tôi nói này nè, người Việt mình hay lấy, giống như mình hay lẫn lộn cái chung và cái riêng á. Không, mình hay lẫn lộn lắm. Chúng ta nên phân tích ra cái nào riêng là riêng, cái nào chung là chung. Chúng ta đừng có nhọc nhằn trong cái việc đó. Chỉ có cái tụi Cộng sản Việt Nam á, phải không? Chỉ có tụi Cộng sản Việt Nam, luôn cả Cộng sản Tàu, tôi nghĩ luôn, nó mới giống như lẫn lộn trong cái việc chung và riêng. Để làm gì? Để nó có, mới có cơ sở nó lấy của chung đi làm của riêng đó. Bởi vậy ông Trump á, ổng trước khi mà ổng lên làm tổng thống, ổng là tỷ phú rồi, nên ổng làm không có lương, ổng không có cần lương, ổng không cần một cái lợi nhuận gì khi ổng làm tổng thống hết á. Còn đối với tổng thống Đào Minh Quân cũng là lấy cái tiền của mình ra để gầy dựng một chính phủ, để cho chính phủ này tồn tại mấy chục năm, mà tổng thống từ thời trung niên đã là triệu phú, phải không?
đó, mà phải đi gánh cái nợ của đất nước, nợ của dân tộc, và phải bỏ luôn cả gia đình mình, bỏ luôn cả sự nghiệp, lấy cái của riêng đi làm của chung, để cho đất nước mình mới có một cái cơ hội ngày hôm nay, mới giành lại từ tay Tàu Cộng để trả lại những cái chủ quyền đó cho dân tộc Việt Nam. Mà Tổng thống cũng đã lớn tuổi rồi, không? Nên chúng ta đừng có nhọc nhằn vô trong cái việc của chung, của riêng này kia. Chúng ta phải rõ ràng, của chung là của chung, của riêng là của riêng. Nếu Tổng thống lấy của riêng đi làm của chung, thì một khi chúng ta được có thành công này kia rồi đó, thì quốc gia phải trả lại những cái gì của riêng của Tổng thống. Trả lại cái riêng là không phải là đền ơn, cái đó là cái mượn là phải trả. Còn nói tới cái ơn nghĩa mà Tổng thống này kia thì Tổng thống không cần. Vì Tổng thống là người yêu nước, yêu dân tộc. Nó đơn giản vậy thôi. Chứ đừng có nhọc nhằn vô là nghèo hèn hay là cái gì và nhọc nhằn của chung của riêng á, bắt đầu nói cái người dân ở Việt Nam người ta lại không hiểu. Người ta không hiểu rồi đó, người ta lại nghĩ sai lầm này kia nọ đi. Đó nên Hoàng Tôn mong á, chúng ta biết cái chính phủ này tồn tại là tất cả là dùng tiền của tiền riêng của Tổng thống, của gia đình của Tổng thống. Đơn giản vậy thôi. Và Tổng thống không có lương. Không lương là mình đã dùng tiền mình rồi. Nhưng mình cũng không có tiền để trả lương cho những người theo mình. Vì cái công cuộc này đó, mình không có lấy tiền được của người dân. Người dân không có đóng tiền. Vì nếu mà có đóng tiền đó, không, như Hoàng Tôn nói đó, không đóng tiền mà còn đòi hỏi, có như là không có gì mà Hoàng Tôn để có thể dùng lời mà để tả được. Chứ đừng có nói gì mà để đóng tiền vô đây. Không có đóng tiền đó, mà còn đòi hỏi, rất là đủ điều. Đừng nói gì tới cái việc có tiền mà bỏ tiền vô đây nữa. Sẽ phá luôn cái công cuộc. Đó, nên Hoàng Tôn mong á, là đồng bào hãy hiểu được những cái tâm tư yêu nước của Tổng thống. Và chúng ta đó, thấy chính phủ có một đường lối có thể giải thể được Cộng sản Việt Nam cho dân tộc, cho đồng bào trong nước, để đồng bào chúng ta đó cùng sống được một bầu trời tự do dân chủ như chúng ta, để con cháu, để hậu duệ của đồng bào sau này phát triển này kia nọ, sống tự do này kia nọ được. Thì nếu chúng ta làm được những cái việc đó, phổ biến được những cái đường lối của chính phủ, thì Hoàng Tôn nghĩ đó chúng ta đã làm phước rồi, chúng ta cũng chẳng cầu mong được gì. Đó, như Hoàng Tôn làm cái này nè, Hoàng Tôn giải thích những cái đường lối của chính phủ, đâu phải là Hoàng Tôn được lợi đâu, chính người dân đã được lợi. Hoàng Tôn chỉ giải thích những cái đường lối của chính phủ cho người dân, và nếu người dân ủng hộ chính phủ thì người dân sẽ được lợi, là vì chính phủ giành giật lại tất cả những cái quyền của người dân đã bị Đảng Cộng sản và Tàu Cộng nó tước đi. Đó là quyền con người đó. Rồi luôn cả những quyền lợi nó cũng cướp đi, mà chính phủ phải giành giật, Tổng thống phải giành giật lại, và để trả lại cho người dân, thì chính người dân Việt Nam được lợi. Đó, còn những người theo chính phủ đó không có được lợi gì đó. Họ chỉ đem tâm ra thôi. Như Hoàng Tôn nè, Hoàng Tôn còn rất là nhiều công việc của mình cần làm. Nhưng vì Hoàng Tôn thấy đó, đồng bào mình cũng khổ, Tổng thống càng khổ, mà cái lòng yêu nước của Tổng thống đó, Hoàng Tôn rất là khâm phục. Vì toàn Hoàng Tôn không có thể làm được 1% của Tổng thống nữa, chừng nó 1/10 đó, 1% nữa Hoàng Tôn không có làm được. Nên Hoàng Tôn rất là ngưỡng mộ, nên Hoàng Tôn mới đóng góp những cái lời, những cái gì mà Hoàng Tôn hiểu biết, để đem lại cho người dân, để người dân được hiểu. Và chính người dân nếu mà tin tưởng Tổng thống Đào Minh Quân, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, có thể giành giật lại những cái quyền lợi mà đã bị Đảng Cộng sản và Tàu Cộng nó cướp đi của người dân,
thì chính người dân sẽ được hưởng tự do dân chủ, được hưởng những cái quyền lợi mà đất mẹ đã ban cho toàn dân tộc. Đó, đơn giản vậy thôi. Đó, Hoàng Tôn mong á là người dân, đồng bào chúng nước hay hiểu ra những vấn đề đó. Còn những người, có rất là nhiều người muốn Hoàng Tôn ra mặt, muốn này muốn kia, Hoàng Tôn không có cần thiết. Vì sao? Vì chính Tổng thống Đào Minh Quân, chính chính phủ đã đứng mũi chịu sào cho đồng bào rồi. Cần gì Hoàng Tôn ra mặt? Biết mặt Hoàng Tôn để làm gì? Có đem được một cái lợi gì? Có được no một bữa nào không? Đâu có đâu. Vậy biết Hoàng Tôn, biết mặt Hoàng Tôn để làm gì? Có nhiều người còn nói khích để cho Hoàng Tôn ra mặt này kia, nhưng Hoàng Tôn không có cần. Vì Hoàng Tôn không có muốn cái vụ lợi gì trong này đó. Hoàng Tôn chỉ giải thích những cái đường lối của chính phủ để cho đồng bào trong nước nhận. Vì đồng bào trong nước đã bị đảng Cộng sản nó bịt mũi, bịt mắt, bịt miệng, nó bịt hết. Không những vậy, nó còn bóc lột đến tận xương tủy luôn. Đó, nên Hoàng Tôn muốn chia sẻ những gì chính phủ, những gì tổng thống làm đến cho đồng bào trong nước. Vì đồng bào phải nhận ra được mới có thể được cứu. Nó đơn giản vậy thôi. Hoàng Tôn muốn chia sẻ như vậy. Chú uống thuốc mà là sao? Có nghĩa là bây giờ Dương nói với anh chị là võ sư công vừa nói đó là tổng thống Donald Trump nghèo chết ngồi luôn, làm không có tiền. Và bên cạnh đó thì ông Đào Minh Quân cũng vậy. Ông Trần Nam thì nói ông Trump đâu có nghèo. Trần Nam thì nói ông Donald Trump đâu có nghèo. Vậy thì bây giờ võ sư trả lời tiếp đi ạ. Thực sự ra nó khó hiểu lắm ạ. Hai cái ông gọi là dị nhân của Dương Gian ngày hôm nay. Hai ông đó xuất phát là ông nào cũng là tỷ phú hết. Và hai ông đó không có ông nào là chính trị gia hết. Rồi hai ông đó lên làm tổng thống. Rồi hai ông đó cũng nghèo mẹt. Tại vì hai ông đó không có nhận đồng lương nào hết. Rồi hai ông đó cứ nương tựa với nhau mà sống. Và ông một khi mà tổng thống không có lương thì nhân viên cũng chẳng có lương. Vậy thôi. Đó là cái câu trả lời tôi như thế đó. Có nghe thông chưa? Nhưng mà nếu mà không có lương vậy thì sao những cái người dưới ông có thể làm việc chung với ông và họ thì phải sống chúng tôi gì? Bất cứ gia nào chúng tôi cũng phải sống còn mà thôi. À. Nếu mà tại vì tổng vậy, nếu mà võ sư nói không có lương như vậy thì cái việc mà xây nhà hoặc là hỗ trợ cho người dân nghèo ở Việt Nam, xây trường, những cái dự án, những cái kế hoạch trong tương lai. Cao ủy Liên Hợp Quốc đã đưa xuống tới Tổng thống Đào Minh Quân là 17 tỷ đô la để mà là lo cái công việc xây cất nhà cửa dân nghèo tại Việt Nam. Thật sự ra ngày hôm nay thì người dân đòi hỏi những cái gì có nghĩa là mắt thấy tai nghe mới tin. Đúng. Mắt thấy tai nghe mới tin, chứ còn mà bây giờ chỉ có nghe không mà không thấy gì hết thì người dân rất là khó tin. Vậy thì phía của ông, của võ sư á, có nghĩa là võ sư ngày hôm nay là thành viên rồi, về phía của võ sư sẽ làm thế nào để cho người dân thấy được cái điều đó sẽ có khả năng thực thi trong tương lai để mà người dân có thể tin và họ có thể dùng cái lá phiếu của mình. tôi lại tiếp tục lặp lại nữa mà thôi, chứ không có nói chuyện mới. Chúng tôi đang lập cái kế hoạch để đưa Tổng thống Đào Minh Quân về. Rồi, thay vì anh Francis anh lặp lại cái này, thằng Tôn giải thích như vậy. Cái người Việt Nam mình cứ nghĩ là mắt thấy, tai nghe này kia nó mới tin, rờ mó được này kia rồi mới tin. Vậy á, cái đảng Cộng sản Việt Nam đó, phải không? Nó đang cai trị người dân đó. Nó hứa một cái thiên đường xã hội chủ nghĩa đó. Phải không? Mà đã đi theo nó mấy chục năm rồi, có thấy chưa? Có trắng mắt ra chưa? Mình á, đồng bào ở trong nước á, luôn cả cô Đoàn Thị Thị Dương á, cũng thoát cộng trong một cái hình thức, trong một cái cơ nào, cơ may nào đó, Hoàng Tôn không cần biết. Nhưng đã ra được ở nước ngoài, mà đã đứng lên đấu tranh cho đồng bào trong nước, thì cũng nhận định được rằng cái đảng Cộng sản này nó không phải là một cái đảng cho người dân, mà nó lại cai trị người dân tới 90 triệu dân như vậy. Phải không? Còn cái chính phủ này đó chưa bao giờ lấy của người dân một đồng nào, và người dân cũng chưa bao giờ mất của chính phủ này một đồng nào. Vậy mình sợ cái chính phủ này mị dân mình hả, rồi lợi dụng mình còn cái gì nữa đâu mà lợi dụng. Cộng sản nó bóc lột mình đến tận xương tủy,
Hiện tại nó đang cai trị mình, nó hút mình không còn miếng máu. Tài nguyên khoáng sản của mình nó lấy nó chia nhau hết, nó không chia cho mình. Con cháu mình nó hạ độc, bây giờ ngộ độc á. Không có đủ tiền đi khám bệnh, có là chờ bệnh nó phát ra rồi biết là ung thư ngủm. Mình là đang bị cai trị. Vậy mình nghi ngờ chính phủ này lợi dụng gì cái mình của mình. Hồng Tôn hỏi những người mà thoát được cộng sản á, thử hỏi cái chính phủ, những Hồng Tôn hỏi luôn cả những người đã qua được những nước tự do này rồi đó. Chính phủ này lấy được đồng nào của người dân chưa? Gạt được đồng nào của người dân chưa? Người dân có mất được đồng nào, xu nào bởi chính phủ không? Mà nghĩ là chính phủ mị dân hoặc này kia kia nọ. Còn chính cái đảng Cộng sản đã mấy chục năm nay nó hút tận xương tủy, nó trù dập. Đến nỗi những cái quyền cơ bản con người là quyền cơ bản á, còn phải đi xin á, xin chút nhân quyền. Nên nhiều khi á, Hoàng Tôn nghe những cái câu mà hỏi những cái câu như vậy, Hoàng Tôn thấy đã qua được ở cái nước này rồi đó, còn hỏi những câu như vậy. Luôn cả người dân ở trong quốc nội đó, những người mà còn đặt ra những cái câu hỏi đó, nhiều khi đó mình đặt cho chính phủ, tại vì tổng thống hiền, tổng này nếu mà đặt cho Hoa Kỳ nó để cho chết luôn. Nếu mà đặt ra cho Hoa Kỳ, tôi bảo đảm nó để cho chết luôn. Nên nhiều khi Hoàng Tôn muốn mong đồng bào trong nước, chính phủ này mình nên hiểu, mình chỉ có hai con đường chọn lựa. Chính phủ này chưa bao giờ gạt ai, mà đã đấu tranh cho đồng bào, để giành lại rất là nhiều quyền lợi cho đồng bào. Chỉ là cái đảng Cộng sản Việt Nam nó mị dân, nó không cho những cái thông tin mà những gì chính phủ làm nó lọt tới tai đồng bào thôi. Vì nếu nó lọt tới tai đồng bào thì chẳng khác nào nó treo cổ, phải không? Nên ví dụ đủ mọi hình thức để nó bịt hết tất cả những thông tin. Còn đồng bào là những người đang bị cai trị, bóc lột đến tận xương tủy. Vậy mình nghĩ cái chính phủ này gạt mình gì? Mình còn cái gì để mà gạt? Đó, Hoàng Tôn hỏi như vậy thì tự chúng ta, tự đồng bào trong nước có câu trả lời cho mình. Mình chẳng còn cái gì để mà gạt hết á. Vì những cái gì mình có đã bị đảng Cộng sản nó bóc lột, nó cai trị, nó hút sạch rồi. Chỉ còn bây giờ chờ đó, là chờ nó bệnh nó phát ra chết mà thôi. Còn nếu không bám lấy vô chính phủ thì cứ chờ đó, để được ăn bom ăn đạn rồi cho chết nhanh hơn chút nữa thôi. Chứ còn cái gì nữa mà còn đặt ra điều kiện này kia nọ như Hoàng Tôn nói. Chính phủ này mị dân như thế nào? Tổng thống ham quyền, ham lợi, ham cái gì? Tất cả những gì tổng thống làm là đều bỏ tiền riêng của mình ra hết. Chưa lấy ai một đồng nào, một xu nào, ham danh, ham lợi gì. Hoàng Tôn thấy tổng thống khổ thấy bà, thấy ham gì. Bây giờ ai đó thương gia đình mình này kia đó, cứ thử bỏ gia đình mình á, một tháng thôi, đi vô sa mạc tu thử coi. Công ty mình đang chạy vậy đó, bỏ đi đừng có đếm xỉa tới một tháng thôi, chịu được không? Hoàng Tôn nói như vậy để cho đồng bào hãy nhìn rõ vô cái vấn đề là chính phủ này đó không có bao giờ muốn cái gì ở người dân đó, ngoài cái trưng cầu dân ý. Mình trưng cầu dân ý mình chẳng mất một cái gì hết á, mà mình có hết tất cả, mà mình tin tưởng được cái trưng cầu dân ý nó sẽ đem lại cho mình tất cả, thì mình cứ đem trưng cầu dân ý ra mình đánh đổi. Vì mình cũng chẳng có gì để mất. Chính phủ chẳng có cái gì để gạt mình. Mình cũng chẳng còn cái gì để chính phủ gạt cái đó. Mình chỉ nhận được thôi. Mà bỏ ra chỉ có cái chân cầu dân ý chẳng tốn một xu. Cuối năm nay có thể. Đó là Tôn nói vậy. Bỏ ra cái chân cầu dân ý chẳng tốn một xu. Mà nhận lại là nhận hết tất cả. Từ tự do dân chủ. Những cái quyền lợi.
y tế miễn phí, giáo dục miễn phí, khám bệnh miễn phí, cái gì cũng miễn phí. Và được trả lại tất cả những cái gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam mấy chục năm nay nó tước đi hết. Mà mình chỉ bỏ ra cái chân cầu những cái chẳng tốn một xu. Vậy mình nghĩ chính phủ này gạt mình cái gì? Mà mình còn phập phồng lo sợ đủ thứ cái. Mình chẳng còn gì để mất. Mà mình chỉ, chính phủ chỉ xin mình cái trưng cầu dân ý thôi. Mà mình nghĩ chính phủ còn gạt mình, gạt cái gì đây? Nó Hoàng Tôn làm, Hoàng Tôn nói rõ như vậy để cho đồng bào hiểu. Mình chẳng có cái gì mà để cho chính phủ này gạt đó. Vì những cái gì mà mình có đã bị Đảng Cộng sản nó cướp đoạt, nó bóc lột sạch hết rồi. À, là về ở trong nước thì mỗi thứ gì nó là sẽ rờ được, sẽ thấy được, sẽ cảm nhận được, đúng không? Còn ngày hôm nay cách sông cách biển, huống chi quý vị tâm nó nặng như trái núi, làm sao mà đi đến chỗ đó để xác minh được, đúng không? Dạ. Nhưng mà có thừa nhận cái chuyện chia sẻ của tôi rằng là hai ông tổng thống rất là nghèo không? Cái đã. Ở đây, dạ, võ sư có thừa nhận là hai ông tổng thống rất là nghèo không à? Đợi bây giờ có một cái câu hỏi của một cái nhân vật livestream ngày hôm nay có một cái lượt view rất là cao và anh cũng đang sống tại Mỹ. Anh ngày hôm nay anh làm livestream rất là phổ biến ha. Anh hỏi là 17 tỷ đó ở đâu ra? Có nghĩa là võ sư vừa mới nói rằng Liên Hiệp Quốc sẽ đưa cho ông và tổ chức của ông 17 tỷ đô la đó. Vậy thì cái 17 tỷ đó ở đâu ra và vì sao Liên Hiệp Quốc đưa cho chính phủ này? Nhiều khi cái cô Đoàn Thị Dương này hỏi một cái câu rất là tiếu lâm. Cái 17 tỷ đó thì Liên Hiệp Quốc giao cho Tổng thống, giao cho chính phủ để làm những cái dự án cho người dân. Cái đó phải của tiền của chính phủ đâu. Đó phải tiền của chính phủ. Chính phủ cũng đâu có nói là cái này tiền của chính phủ. Chính phủ nói đây là tiền của Liên Hiệp Quốc giao cho chính phủ. Nhờ chính phủ thôi, nhờ chính phủ làm những cái việc cho người dân. Mà cái đây là của Liên Hiệp Quốc. Còn tiền ở đâu có Liên Hiệp Quốc có đó, thì mình phải đi hỏi Liên Hiệp Quốc. Còn tại sao Liên Hiệp Quốc không còn tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam, nó rất là dễ hiểu. Đồng bào ở sống trong nước, đồng bào biết đó. Người ta đóng giống như là những cái đồng bào mà ở bị lũ lụt này kia, mà đã giống như là cần được cứu cánh này kia, mà giống như là sắp chết này kia rồi đó. Mà người ta, những người mà làm tự nguyện này kia, từ thiện á, người ta cho từng gói mì này kia nọ. Mà Đảng Cộng sản như cái thằng phường, thằng xã này kia, nó còn ăn hết mấy cái đó. Thì thử hỏi, có cái gì mà nó không ăn? Đảng Cộng sản Việt Nam á, đừng nghĩ những cái gì mà Đảng Cộng sản làm á, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc nó không biết tính toán. Đảng Cộng sản chẳng làm cái gì ngoài ngồi xổm trên đầu của dân, hút máu của dân. Đảng Cộng sản không làm gì mà thằng nào cũng là tỷ này, tỷ kia, tỷ nọ. Tiền tỷ, tiền triệu. Tỷ là tỷ Việt Nam, còn triệu là triệu đô đó. Mà không làm cái gì hết. Thì tiền đâu ra? Rất là dễ hiểu. Đó là lý do họ không còn tin tưởng tới cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đừng nghĩ là Hoa Kỳ và đồng minh đó, họ ngu dốt, không có đâu. Họ còn rành hơn là con người Cộng sản nghĩ. Họ thấy rõ hơn là những con người Cộng sản thấy. Đó, tôi giải thích nó đơn giản vậy thôi. Còn cô Thùy Dương mà hỏi cái 17 tỷ đâu ra, cái câu hỏi này nên đặt cho Liên Hiệp Quốc. Chứ tại sao đặt lên cho người của chính phủ và tổng thống? Rất là đơn giản, mình đi đặt một cái câu hỏi mà cũng đặt sai chỗ nữa. Nhờ Tổng thống Đào Minh Quân, chính phủ để Tam Việt Nam Cộng Hòa lo liệu cái việc cấp nhà. Sao không? Đó là cái câu tôi trả lời. Mọi vấn đề nó càng ngày càng khó hơn. Có nghĩa là Liên Hiệp Quốc là một cái tổ chức mà giúp đỡ cho những người nghèo ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đúng. Nhưng mà ngày hôm nay xã hội Việt Nam đó còn Cộng sản, thì tại sao Liên Hiệp Quốc không đưa số tiền đó cho Cộng sản Việt Nam mà lại đưa cho nguyên họ? Nhân bởi từ lúc nào cho đến bây giờ Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ có được một cái công hàm liên hệ gì với Hoa Kỳ cả, chỉ là đơn. Hoàng Tôn nói ở đây là không phải là Liên Hợp Quốc chưa đưa cho Cộng sản Việt Nam đâu. Họ có những cái từ thiện.
họ cũng đã đưa cho Cộng sản Việt Nam, họ cũng đã thử rất là nhiều, phải không? Và họ cũng biết cái kết quả nó đi tới đâu rồi, phải không? Chính khi mà họ đưa cho chính phủ làm, phải không? Chính phủ gặp rất là nhiều trở ngại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ không có giải quyết, họ không có giải ngân, họ không có đưa đất đai ra. Đất đai đó là đất đai của người dân, của toàn dân. Nhưng mà họ cai quản. Họ không những không đưa đất này kia nọ ra, phải không? Để cho chính phủ mua lại, chứ không phải là họ phải cống hiến cái đó để đóng góp cho người dân nữa. Họ còn không làm. Họ còn đi cướp đất của dân nữa. Thì cái đó chúng ta phải đặt ra cái câu hỏi là chúng ta đổ thừa ai? Chúng ta mạt sát ai? Thì bây giờ đó, chúng ta muốn được những cái đó dễ hơn hết đó, thì chúng ta đẩy mạnh trưng cầu dân ý. Một khi chính phủ về rồi đó, đâu phải chỉ có cái 17 tỷ đó của Liên Hiệp Quốc đâu. Nó còn cả trăm cái như vậy nữa. Cái 38.000 tỷ kìa. Nếu nói cái 17 tỷ giờ nhân 100 lên thì chúng ta chỉ có kêu là 1.700 tỷ. Phải không? Một cái con số đó so với còn nhiều nhiều nữa. Chứ nó phải chỉ là như vậy. Đó, nên Hoàng Tôn mong rằng chúng ta gặp rất là nhiều trở ngại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ không cho chính phủ làm một cái gì hết. Họ gây rất là nhiều trở ngại cho Liên Hiệp Quốc. Vì sao? Vì họ biết được cái con đường của họ đã đi tới ngõ cụt. Họ chỉ phản kháng lại. Họ ăn không được thì họ khuấy cho hôi. Phải không? Cái kiểu của mấy thằng Cộng sản nó làm là như vậy. Nó không có bản chất dân tộc. Cộng sản Việt Nam không có thương dân. Cộng sản Việt Nam chỉ bóc lột dân, hà hiếp dân, khủng bố dân, diệt chủng dân cho tàu mà thôi. Thì nó làm ra những cái vấn đề đó để làm gì? Cuối cùng là người dân là cái người chịu thiệt thòi. Chứ nó phải Liên Hiệp Quốc. Tiền vẫn còn đó. Chưa làm thì tiền vẫn còn đó. Có mất đi đâu. Vậy người dân thiệt thòi hay ai thiệt thòi? Mà ai làm cho người dân thiệt thòi? Đảng Cộng sản Việt Nam. Đơn giản thôi. Đồng bào muốn á, lên kiện cái thằng Cảng Cộng sản Việt Nam nè. Tại sao đi làm mấy cái chuyện chó đẻ như vậy? Chứ tại sao đặt ra câu hỏi cho chính phủ? Chính phủ chưa về nước. Mà muốn chính phủ về nước, hãy đẩy mạnh trưng cầu dân ý. Một khi chính phủ về nước rồi, lấy quyền lãnh đạo rồi, người dân là có liền luôn. Ông Tôn nói như vậy để giải thích cặn kẽ đây là những cái việc mà Cộng sản Việt Nam làm. Nó đó, một đường đi chặn người dân không cho trưng cầu dân ý xin nhà. Một đường gửi lên Liên Hiệp Quốc cả 150.000 hộ do nó đưa cái danh sách nó lên cho Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc người ta bác bỏ liền. Vì người ta hiểu rằng những cái danh sách của thằng Cộng sản mà đưa lên, trong đó nó có bán buôn hết. Trong đó nó có người nhà của nó hết. Chứ không có tới người dân. Đó, thằng Tôn chia sẻ như vậy để cho đồng bào ở trong nước biết được cái tình hình nó là như vậy. Thư từ mời qua mời lại một cách bình thường mà thôi, chứ không phải là cái công hàm rất rõ ràng, giống cũng như công hàm giữa Tổng thống Đàm Vĩnh Quân và chính phủ Hoa Kỳ. Nó thật sự là nó càng ngày càng khó hiểu hơn nữa, tại vì đúng rồi, cái chỗ này cái chỗ mà nó rất là to lớn, chứ đâu có thể nào mà dễ dàng đâu. Vì thế mà nó khó khăn cho cái ông luật sư, các nhà chính khách của Việt Nam ngày hôm nay mà biết được cái chỗ đó. Cho nên người ta mới nói rằng tiền âm phủ là một, đi con kiến đi kiện củ phai là hai. Có nghĩa là người ta không bao giờ biết được cái chuyện đó. Cho nên không biết mà cố gắng nói cho những người đó biết những điều mình đã biết thì khó vô cùng. Thật sự ra mình không có trách được võ sư. Mình đang cần làm việc cho dân chúng, mình đang làm việc cho đồng bào. Khi mà dân chúng đồng bào chưa hiểu và họ có những cái lời nói có vẻ nghe nó tiêu cực, thì mình cũng cố gắng mình giải thích làm sao để họ nghe hợp lý và họ chấp nhận nó. Chứ bây giờ mình đã nói một tổ chức, một cái chính phủ mà mình làm mà mình không có khả năng mình giải thích cho người ta nghe, người ta hiểu và người ta chấp nhận. Vâng. Thì cái đó là cái khả năng của mình không có. Dạ. Thì bây giờ là rồi là cái có cái câu hỏi mà cô mới vừa hỏi là không có tiền tại sao sống còn, thì tôi muốn hỏi là
có thừa nhận cái sự chia sẻ của tôi là hai ông vị tổng thống đó chưa? Có thông qua được chưa? Hay là còn thắc mắc gì nữa? Hồi nãy thì có nhiều người nói chung đâu có nghèo, nhưng mà người ta nói là có thể là người ta nói như vậy nhưng mà người ta không có nói về tới cái ông Đào Minh Quân hết. Có thể là ông Đào Minh Quân không nghèo thiệt. Tại sao ông Trump không nghèo? Đừng có đem cái chuyện tài sản tư riêng ông vô chỗ ông làm việc đây nha. Nếu nói gì tổng thống Đào Minh Quân ông cũng giàu vậy, ông cũng tỷ phú vậy. Nhưng mà nói vấn đề mà làm việc phục vụ quốc dân là hai ông đã nghèo mẹ. Hỏi thứ ông nào có một đồng lương nào không? Hỏi đi, cô hỏi giùm ở trên diễn đàn giùm em. Ông Trump ổng không có tiền nhưng mà ổng có cái ngân sách của chính phủ, và chính phủ Mỹ nó có cái ngân sách, và dựa vào ngân sách đó từ tiền thuế của người dân thì ổng sử dụng cái nguồn ngân sách đó để ổng phân bổ, hoặc là ổng ra lệnh cho những cái ban ban bộ đó, họ sử dụng cái ngân sách đó. Còn ngày hôm nay nếu mà nói về chính phủ Đào Minh Quân đó, thì nó cũng có bộ này bộ kia, nhưng mà nếu mà tất cả mọi người đều làm việc không lương thì làm sao có thể duy trì được cái bộ máy này nó hoạt động tại Mỹ, ngay cả Quý quốc vị, gia. ok, tôi xin phép trả lời một chút thôi nha. Thật sự nó cũng nằm ở trên website hết trơn. Quý vị có nghe ổng có một cái đồng tiền gia bảo không quý vị? Quý vị lừa gì dễ sợ luôn. Đó. Nếu mà Đào và Tổng thống Đào Minh Quân tổ chức ông nghèo thì ông sẽ không bao giờ có cái đồng tiền gia bảo, đúng không? Và đồng tiền gia bảo này nó là cái đồng tiền gọi là ngân hàng quốc gia Việt Nam đó, nó có cái giá trị tuyệt đối và được Ok, rồi hôm nay đó Hoàng Tôn chỉ chia sẻ tới đây thôi, bây giờ cũng đã khuya ở bên Hoàng Tôn. Chúng ta ngưng ở cái 1 tiếng 16 phút và ngày mai chúng ta sẽ quay lại tiếp tục để mổ xẻ hết cái livestream này. Vì của cô Đoàn Thị Dương và anh Francis. Vì Hoàng Tôn nghĩ cái livestream này cũng là một cái livestream đáng để chúng ta phải mổ xẻ nó để cho đồng bào trong nước hiểu. Đến chính phủ và những cái đường lối của chính phủ đó. Ok, mình ngưng cái livestream của cô Đoàn Thị Dương ở đây và chúng ta tiếp tục ngày mai để Hoàng Tôn giải thích cho một cái vấn đề ở trong cái trang của Hoàng Tôn. Hoàng Tôn chia sẻ như vậy, như Hoàng Tôn hồi nãy cũng đã nói đó, trong cái công cuộc mà đấu tranh chống cộng đó, nếu chúng ta đó không sáng suốt thì chúng ta chưa đi tới đâu đã bị đảng Cộng sản nó đánh chúng ta rời rạc hết rồi. Vì cái tâm lý và cái lập trường của chúng ta đó không có vững. Và chúng ta đó hơn nhau từng câu chữ. Chứ chúng ta không biết nhịn nhục nhau. Nếu mỗi người chúng ta đó chỉ biết nhịn nhục nhau một câu chữ này kia nọ. Chúng ta biết sai, chúng ta nhận lỗi. Chúng ta biết sai, chúng ta kiểm điểm lại mình coi mình sai ở đâu. Chúng ta chưa hiểu đường lối của chính phủ, chúng ta phải nên đi tìm hiểu đường lối của chính phủ. Vì khi chính phủ làm những cái đường lối của chính phủ đi đó, chính phủ đã nghiên cứu nó rất kỹ càng. Vì không ai hơn hết Tổng thống Đào Minh Quân đi dép đinh ở trong ruột của mấy thằng Cộng sản. Nên khi chính phủ đưa ra hai cái hiến pháp lấy lại đất tổ, không làm khổ dân và bỏ cộng còn việc, việc không giết việc. Nhưng cái hiến pháp thứ nhất đó là lấy lại đất tổ, có nghĩa là mình giành giật lại cái quyền lãnh đạo, lấy lại toàn vẹn lãnh thổ đất nước nhưng không làm khổ dân. Những cái đường lối không làm khổ dân đó thì tổng thống đã vạch ra và dựa trên những cái hiểu biết, những cái đòn tâm lý chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, của những ban tuyên giáo này kia nọ. Nên những ai mà đã theo chính phủ phải đi tìm hiểu những cái đường lối của chính phủ. Sau khi tìm hiểu rồi, chúng ta mới quyết định sáng suốt là chúng ta nên làm gì dựa theo cái đường lối của chính phủ. Còn nếu ai đó
mà đã theo chính phủ rồi, đã trưng cầu dân ý, mà chúng ta còn nghi kỵ lẫn nhau, thì chúng ta cũng để cái tôi đó qua một bên. Vì cái công cuộc này là công cuộc chung, công cuộc này là giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam, để giúp đồng bào thoát khỏi cái ách cai trị của Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng. Hoàng Tôn mong muốn chúng ta đó, chúng ta có thể bất đồng, nhưng chúng ta không thể bất hòa. Tại vì người sống trên đời không có ai giống ai đó. Chúng ta có thể bình luận đến nảy lửa vì chúng ta bất đồng chính kiến, nhưng chúng ta đừng có bất hòa, vì chúng ta là những người chính nghĩa. Chúng ta làm việc cho chính phủ, hoặc chúng ta giúp chính phủ một tay phổ biến đường lối của chính phủ đến cho người dân. Nên Hoàng Tôn mong đó, nếu có những cái lời lẽ này kia nọ xảy ra giữa chúng ta này kia đó, thì chúng ta cũng nên bỏ qua cái tôi đó một bên. Vì đây là công cuộc chung. Chúng ta đừng bắt chước những người Việt gian. Chúng ta đừng để cái tôi của ta cho chúng ta lên trên tổ tiên, lên trên trách nhiệm tổ quốc và dân tộc. Chúng ta phải cân nhắc đúng sai, chuyện lớn chuyện nhỏ. Chúng ta đang đi làm việc nước thì chúng ta hãy bỏ quên cái việc nhà nó một bên, là những cái cá nhân của chúng ta qua một bên. Chúng ta đừng có hơn thua nhau đó, những cái lời như vậy đó. Hoàng Tôn mong chúng ta đã trưng cầu dân ý, đã tin vào cái đường lối của chính phủ, thì chúng ta phải tìm hiểu và chúng ta đi cho đúng. Vì chính phủ, vì tổng thống đã vạch ra một cái con đường nó rõ ràng như vậy, để cho chúng ta đi không có đạp phải chông gai của Cộng sản. Vì chúng ta, nhất là đồng bào trong nước, đã sống lớn lên trong cái chế độ giáo dục của Cộng sản, thì trong một hình thức nào đó cũng đã bị nó nhồi sọ đủ mọi hình thức về tư tưởng. Nên nhiều khi cái lập luận này kia của mình á, không có được đúng, là vì mình cũng bị nhiều cái vấn đề khác nó che đậy, nó bịt thông tin, nó đủ thứ hình thức trong đó đó. Nên chúng ta chỉ cần đi theo cái đường lối của chính phủ, phổ biến trưng cầu dân ý là đủ. Ngoài cái việc khác, chính phủ đã có thế quốc tế, đã có quân sự của thế quốc tế nằm tại thềm lục địa của nước chúng ta. Đó, Hoàng Tôn mong muốn, Hoàng Tôn yêu cầu những quý cô dì chú bác và quý chị em đó, hãy giúp chính phủ một tay. Còn những cái việc mà không đồng ý với nhau trong một hình thức nào đó, chúng ta không đồng lòng cũng không thành vấn đề, nhưng chúng ta đừng bất hòa. Vì công cuộc này là công cuộc giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam cho đồng bào ở trong nước. Một khi chúng ta được tự do dân chủ thì chúng ta muốn nói gì là chúng ta nói, nhưng nói trong có phép tắc đàng hoàng, có dẫn chứng đàng hoàng, chứ không phải là chúng ta nói càng nói bừa. Nhưng chúng ta muốn nói cái gì, chúng ta chờ khi chúng ta có tự do dân chủ rồi chúng ta hẳn nói. Còn bây giờ chúng ta nói mà chúng ta không có dẫn chứng rõ ràng này kia kia nọ thì chúng ta sẽ đâm ra hiểu lầm. Và nếu chúng ta đâm ra hiểu lầm mà cái tôi của ta chúng ta quá lớn thì chúng ta sẽ làm những cái hành động mà chúng ta không có thể quay lại được. Và Hoàng Tôn cũng không muốn cái điều đó xảy ra đối với những đồng bào đã trưng cầu dân ý rồi. Đó, nên Hoàng Tôn mong là, Hoàng Tôn nói như vậy thì Hoàng Tôn mong là quý cô dì chú bác và quý anh chị em hãy hiểu cái công cuộc này là công cuộc chung, và chúng ta là những người đi chung một hướng, ngồi chung một thuyền, cùng chính phủ
hỗ trợ cho chính phủ giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách cai trị nô lệ của Cộng sản, bóc lột của Cộng sản. Nên chúng ta có một cái bất đồng như thế nào đó, chúng ta hãy nên để qua một bên. Chúng ta phải giữ hòa khí, chúng ta đừng bất hòa. Đó, Hồng Tôn mong như vậy. Và chúng ta sẽ nghe một bài của chính phủ và chúng ta chia tay hôm nay. Chân mòn sỏi đá, từ đó dân cao cao ước nguyện muốn trông nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, rừng ơi ấp đâu nỗi hờn, ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương, cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ, ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dân cao cao ước nguyện muốn trông nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tâu nỗi hờn, ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương, cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ, ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương
dân Việt hết đau thương. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày trong mơ, ngày sống nuôi đợi. Rồi Hoàng Tôn kính chúc quý cô dì chú bác và quý anh chị em một đêm ngủ bình an, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại. Thank you.